Rồi mấy cái quả nào vinh danh á, ví dụ như Vinamilk này đúng không, nhắc lại nè, về báo cáo tài chính của chúng ta, chúng ta có bốn báo cáo: kết quả động kinh doanh, cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh. Thì bốn cái báo cáo này á, thì khi mà nộp cho thuế á, thì chúng ta phải làm trên cái phần mềm HTKK, được chưa? Đó, phần mềm đây. Đó, chúng ta vô đây nè. Đó, chúng ta lọc. Đó. Thì trong đây, sau khi mình vô đây nè, thì chúng ta sẽ chọn cái năm doanh nghiệp hoạt động liên tục. Và ở đây chúng ta có lưu chuyển tiền tệ theo trực tiếp và theo gián tiếp, thì chúng ta chọn một phương pháp thôi. Chúng ta bấm đồng ý. Rồi, làm xong chúng ta làm sao? Đây có ba báo cáo nè, đúng không? Làm xong chúng ta bấm ghi, bấm ghi, rồi sau đó làm sao, chúng ta bấm kết xuất ra. Do đây nó bị lỗi rồi nên mình chưa ấy được, kết xuất ra file XML để nộp qua mạng. Còn riêng cái thuyết minh đó là chúng ta phải làm file Excel. Rồi, còn về mà thời hạn lập á, thời gian mà để lập báo cáo tài chính này á, là nếu chúng ta làm phục vụ cho thuế thôi á, thì một năm chúng ta lập một lần, tức là chúng ta có thời gian là bao nhiêu, quý một năm sau, tức là tới 31 tháng 3 của năm sau chúng ta đến nộp, được chưa? Đó là chúng ta làm để phục vụ cho cơ quan thuế, là chúng ta một năm là một lần. Nhưng mà làm sao các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn mà làm trong phần mềm á, thì không phải là một năm các bạn mới kết, mới thực hiện những cái nghiệp vụ kết chuyển từ loại 5 tới loại 8 và loại 9 để xác định kết quả kinh doanh một lần đâu, mà hàng tháng các bạn phải kết chuyển, được chưa? Rồi, tiếp tục. Chúng ta nộp là nộp cho thuế, là nộp cho thống kê, là có thời hạn là quý 1 năm sau. Còn nếu mà trong công ty chúng ta, mà công ty làm sao, có mẹ con hoặc là chi nhánh nè, thì chúng ta sẽ lập báo cáo tài chính đó, là theo cái quy định nội bộ trong công ty chúng ta, được chưa? Quy định nội bộ trong công ty chúng ta, tức là công ty mẹ sẽ yêu cầu công ty con là vào ngày năm của tháng sau phải gửi những cái mẫu biểu báo cáo tài chính theo form mẫu biểu của công ty mẹ đã thiết kế để gửi về cho công ty mẹ. Công ty mẹ lúc đó sẽ làm một cái báo cáo tài chính hợp nhất để gửi cho ban giám đốc, được chưa? Đó là nội bộ trong công ty chúng ta. Báo cáo tài chính á là nếu mà mình có một công ty không á, thì cái báo cáo tài chính đó là báo cáo tài chính độc lập, và tôi chỉ chỉ cho các bạn báo cáo tài chính độc lập thôi, được chưa? Còn nếu công ty của bạn ở Hồ Chí Minh mà có chi nhánh ở Bình Dương, Đồng Nai, nếu những chi nhánh này á, mà hạch toán phụ thuộc, hạch toán phụ thuộc làm sao? Tức là những cái chi nhánh này không có quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở những cái tỉnh đó, mà toàn bộ số liệu ở cái chi nhánh đó đó, chi nhánh ở Đồng Nai và chi nhánh Bình Dương đó đó, sẽ đem về Hồ Chí Minh để ghi vào sổ của công ty tại Hồ Chí Minh, và những cái chi nhánh phụ thuộc đó đó sẽ không có lập báo cáo tài chính gửi cho thuế. Đó là chi nhánh phụ thuộc. Toàn bộ số liệu chi nhánh ở Bình Dương và ở Đồng Nai sẽ đem hết về ở Hồ Chí Minh. Có nghĩa là báo cáo tài chính nội bộ ở chi nhánh Đồng Nai và chi nhánh Bình Dương sẽ
không có gửi cho cơ quan thuế ở hai cái địa phương đó, mà sẽ gửi trở về cho đâu? Về công ty Hồ Chí Minh. Công ty Hồ Chí Minh sẽ lấy báo cáo tài chính tại công ty Hồ Chí Minh cộng với lại báo cáo tài chính ở Đồng Nai và ở Bình Dương cộng lại, thì báo cáo tài chính tại Hồ Chí Minh cộng cho báo cáo tài chính ở Đồng Nai và ở Bình Dương, người ta gọi là báo cáo tài chính tổng hợp. Thì cái báo cáo tài chính tổng hợp đó sẽ gửi cho cơ quan thuế ở Hồ Chí Minh. Rồi, được chưa? Còn nếu mà công ty của bạn là ở Hồ Chí Minh mà có những cái chi nhánh ở Bình Dương và Đồng Nai mà hạch toán độc lập, hạch toán độc lập nó khác với hạch toán phụ thuộc ở chỗ là gì? Chi nhánh hạch toán độc lập tức là cái chi nhánh ở cái tỉnh thành đó. Con lấy cái bát ra rồi con vứt rác rồi đấy. Chi nhánh ở tỉnh thành đó sẽ lập báo cáo. Chi nhánh hạch toán độc lập á, là chi nhánh đó sẽ lập báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan thuế ở chi nhánh đó và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở chi nhánh đó luôn. Như vậy khác nhau giữa chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập ở chỗ là chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có lập báo cáo tài chính và không có quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại cái chi nhánh đó. Nói chung là không có gửi báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi nhánh đó. Còn chi nhánh hạch toán độc lập là lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại cái chi nhánh đó. Rồi, nếu công ty của bạn là công ty ở Hồ Chí Minh mà có đầu tư ra ở Bình Dương, Đồng Nai rồi đó, những công ty con, được chưa? Công ty con tức là công ty mẹ nó chi phối quyền kiểm soát công ty con, nó chiếm vốn từ 51% trở lên, tức là công ty mẹ kêu gì thì công ty con phải làm đó, tức là chịu kiểm soát công, được chưa? Thì cái lúc đó là khi mà lập báo cáo tài chính đó của toàn bộ công ty mẹ và công ty con á, người ta gọi là báo cáo tài chính hợp nhất. Chưa? Vậy các bạn phân biệt được báo cáo tài chính độc lập, báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất chưa? Báo cáo tài chính độc lập tức là báo cáo tài chính của một công ty thôi. Còn báo cáo tài chính tổng hợp tức là báo cáo tài chính độc lập cộng với lại báo cáo tài chính của chi nhánh. Rồi. Báo cáo tài chính hợp nhất tức là báo cáo đó nó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ cộng báo cáo tài chính công ty con, người ta gọi là báo cáo tài chính hợp nhất. Rồi, ok. Vậy là xong về cái phần báo cáo, được chưa? Chị em hỏi một câu hỏi. Công ty mẹ là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có em nói bự lên rồi. Ai nói, dạ. Nói bự lên. Hello, hello. Dạ, em Đoàn Đào, hay nghe rõ mà. Nói đi em. Dạ. Công ty mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh có thuê đất canh tác ở tỉnh Phú Yên. Ở đó chỉ có canh tác xong thu hoạch gửi xe về thành phố Hồ Chí Minh. Cái đó cần phải khai cho cái này em xin lỗi thầy là em cũng chưa tìm hiểu, em cũng hỏi thì cho em hỏi là ở Phú Yên mình cần làm những cái thủ tục như không thầy? Đang học báo cáo tài chính hỏi gì liên quan tới thuế không nha em? À, dạ không, tại vì vấn đề Phú Yên ở đây á, em có mở Phú Yên của em mở công ty hay là mở chi nhánh? Dạ không, mở công ty không mở chi nhánh gì hết, chỉ có thuê đất thôi. Mà có cần phải làm một thuê đất em làm cái gì ở đó? Dạ em canh tác. Canh tác thu hoạch cái gì? Thu hoạch nông sản. Xin lỗi thầy, hai để cái này để em đặt câu hỏi riêng cho thầy. Không có gì đâu, cứ đặt thôi. Cái đó vấn đề 100% là em phải mở chi nhánh hoặc là mở công ty con, 100% là phải nộp thuế ở Phú Yên. Còn mà em thuê đất không á là không có được. Có nghĩa là em phải canh tác. Khi mà em ở một cái tỉnh thành khác á là 100% em phải mở công ty con hoặc là chi nhánh để mà em nộp thuế ở cái Phú Yên đó. Dạ. Dạ dạ rồi em hiểu rồi, cảm ơn. Chứ không phải là mình thuê đất không mà em không cái thành lập một cái công ty hay là một cái chi nhánh gì á thì rất là khó. Dạ, dạ, dạ em hiểu rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy ơi, tiện cho hỏi một câu được không ạ? Đừng nói đi.
Tức là công ty em có trụ sở ở một tỉnh và đăng ký địa điểm kinh doanh ở một tỉnh khác. Em có đăng ký với sở kế hoạch đầu tư đăng ký thành địa điểm kinh doanh như thế. Thì em có phải nộp thuế vãng lai ở Bắc Ninh đấy không ạ? Em ở địa điểm kinh doanh đó, em kinh doanh cái gì? Tức là bên em thuê xưởng của công ty bạn để gia công hàng hóa trực tiếp cho họ ở bên trong khu công nghiệp ạ. Em mở cái địa điểm kinh doanh thì ngay chỗ đó nó đã phát sinh doanh thu, là điều đó có nghĩa là 100% em phải nộp thuế ở đó. Mà khi mà em mở địa điểm kinh doanh thì 100% em phải nộp thuế vãng lai rồi. Vâng ạ, em cảm ơn Nói thầy ạ. chung đó là ở tất cả các tỉnh thành khác, khi mà các bạn có kinh doanh ở Hồ Chí Minh đó, mà sau đó tất cả các tỉnh thành khác mà các bạn có mở chi nhánh hay là mở chi nhánh nè, nói chung là các bạn có kinh doanh ở những cái tỉnh thành khác thì 100% các bạn phải nộp thuế và 100% các bạn phải mở giấy phép kinh doanh, là địa điểm kinh doanh hoặc là chi nhánh. Thì cái vấn đề mà nộp thuế nào đó là một vấn đề khác rất là phức tạp. Có lúc thì ví dụ như cái của em đó là địa điểm kinh doanh đó thì chắc chắn là 100% là phải nộp thuế vãng lai rồi. Còn cái vấn Vâng đề ạ. nộp như thế nào đó, thì tụi em nên liên hệ với thuế ở địa phương đó để người ta hướng dẫn. Tôi chỉ nói cái tổng thôi chứ không thể nào tôi đi vô chi tiết được cái vấn đề đó được, các bạn hình dung ra không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Mấy vấn đề thuế này nó rất là phức tạp, các bạn nên tác nghiệp với lại cơ quan thuế ở địa phương á. Các bạn đi làm đó là các bạn phải nên tác nghiệp chứ không phải cái gì tôi cũng biết, tôi chỉ biết cái tổng thôi. Còn đi vô chi tiết thủ tục làm sao nộp thuế như thế nào thì các bạn phải nên liên hệ với lại ở cái tỉnh thành đó, các bạn phải có thời gian nghiên cứu thông tư chứ đâu, tôi không thể là có thời gian tôi nghiên cứu hết thông tư được, mọi vấn đề nó đều quy định trong thông tư hết các bạn nên đọc. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Mình chỉ cần biết là ở khác địa điểm kinh doanh đó là bắt buộc phải nộp thuế, còn nộp loại thuế nào, thuế môn bài, giá trị gia tăng, thuế vãng lai hay như thế nào phải đọc và phải tác nghiệp với lại thuế ở địa phương. Vâng ạ. Rồi bây giờ về cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là vừa rồi tôi nói cho các bạn nó như là như vậy, thì liên quan tới một cái báo cáo tài chính đây nè, là các bạn cần phải nắm ở trong đây, tôi nói nắm hai ý là cách lập và ý nghĩa. Như vậy hôm bữa là chúng ta đã học về cách lập và ý nghĩa tổng quát rồi. Vậy còn một cái vấn đề nữa, nói chung là một báo cáo bạn cần nắm ba ý thì hay hơn, ba ý thì đúng hơn. Thứ nhất là cách lập, cách lập thì hôm qua tôi nói rồi, và ý nghĩa thì ý nghĩa bây giờ về cái kết quả kinh doanh này nè, hôm bữa tôi cũng có nói cho các bạn rồi, thì cái nói tổng quát rồi đó, tức là ý nghĩa là chúng ta dồn trên cái báo cáo kết quả kinh doanh đây nè, chúng ta thấy nó thể hiện những chỉ tiêu nào thì nó chính là ý nghĩa tổng quát, được chưa? Đó là cái cách mà chúng ta không cần phải nhớ, chúng ta dồn trên cái mẫu biểu của nó đó, nó thể hiện cái gì thì nó chính là ý nghĩa đó. Đó là cái cách mà để chúng ta nhớ về ý nghĩa của một báo cáo. Đây nè, các bạn thấy là báo cáo tài chính hợp nhất nè, đó các bạn thấy không, hợp nhất nè, đó nó là gồm công ty mẹ và công ty con ở trong này. Rồi ý nghĩa của kết quả kinh doanh là hôm bữa nói rồi, kết quả kinh doanh á là nó thể hiện công ty mình làm ăn lời hay là lỗ, được chưa? Tức là nó đang nói tới vấn đề ở chỗ này nè, là lợi nhuận trước thuế nè, đó nhìn trên đây nè, nhìn trên mã 50 nè, chúng ta biết công ty mình làm ăn lời hay lỗ, đó là ý thứ nhất. Và nhìn trên đây chúng ta thấy được doanh thu và chi phí cũng như thuế phải nộp và lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu, đó là ý nghĩa thứ hai, đúng chưa? Và cái tiếp tục đó là cái gì, tiếp tục là gì các bạn?
Thôi chỉ vậy thôi, hai ý nghĩa như vậy thôi, được chưa? Và cái vấn đề thứ ba là một báo cáo á, các bạn cần phải nắm một cái vấn đề nữa là cái ý thứ ba này là cách đọc, là cách đọc báo cáo. À, cái này quan trọng này, được chưa? Như vậy là một báo cáo chúng ta cần phải nắm ba vấn đề: cách lập, ý nghĩa tổng quát và cách đọc. Chúng ta, như chúng ta đã biết, kết quả cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo. Chúng ta làm báo cáo ra xong chúng ta không biết đọc thì cũng như không. Và chúng ta làm kế toán hiện tại chúng ta tập trung về thuế nhiều quá. Thuế là thủ tục nên tác nghiệp trực tiếp với thuế. Cái thuế là nó thay đổi vạn trạng, không thể nào nắm được hết được. Thuế là thủ tục hành chính các bạn, được chưa? Ví dụ như là mở chi nhánh, là mở công ty, nộp thuế nào, nên tác nghiệp trực tiếp với lại thuế. Chúng ta làm kế toán chúng ta biết được cái vấn đề đó, nó đụng tới cơ quan nào, chúng ta phải hỏi cơ quan đó, được chưa? Đó là cái bài toán mà chúng ta cần phải biết. Hỏi là phải chạy lên chạy xuống nhiều lần, điều đó là điều hiển nhiên rồi. Và trước khi hỏi chúng ta phải nên sao? Tìm hiểu văn bản, đọc trước, in ra chỗ đó, highlight 2-3 line nè. Không hiểu rõ chỗ đó thì cầm lên để mà làm việc với người ta thì hay hơn, chứ đùng một cái đưa lên cho hỏi người ta, người ta sẽ không biết luôn, tại vấn đề nó mới chẳng hạn. Tại vì khi mà trả lời một vấn đề là người ta phải nghiên cứu, tư vấn là người ta phải nghiên cứu, chứ một vấn đề các bạn hỏi đùng như vậy là người ta sẽ không có biết được đâu. Giống như tôi á, các bạn hỏi nhiều vấn đề nó rất là phức tạp như vậy, tôi không thể nào mà tôi trả lời được, phải nghiên cứu, được chưa? Mà một vấn đề nghiên cứu mà các bạn hỏi bên ngoài mà nó rất là phức tạp, ví dụ ưu đãi thuế rồi, cái đó không thể nào mà hỏi được. Cái đó là các bạn phải làm sao? Tư vấn, trả phí, thì cũng đó người ta phải bỏ thời gian ra, người ta nghiên cứu chuyên sâu rất là nhiều. Mấy vấn đề mà dễ thì trả lời nhanh, còn mấy vấn đề phức tạp không thể hỏi được mà phải tư vấn các bạn. Rồi, bây giờ về cách đọc thì hôm bữa tôi nói cho các bạn rồi đó, cách đọc nè, thì chúng ta dòm trên cái báo cáo kết quả đồng kinh doanh, thì đầu tiên chúng ta dòm cái gì? Chúng ta hôm bữa tôi nói các bạn rồi, báo cáo quả đồng kinh doanh là nhìn trên đó chỉ biết lời hay lỗ thôi, chứ không biết công ty có tiền hay không. Đó là cái thứ nhất chúng ta cần phải nhấn mạnh như vậy đó. Chứ là nhìn trên chỉ tiêu 50 nè, đó, hai Vinamilk 2016 so với 2015 nè, nó tăng tới 2.000 tỷ nè. Có nghĩa là dòm trên này, chúng ta nhìn thấy công ty lãi là chúng ta đánh giá là tốt, là ok. Nhưng phải có tiền, thì muốn biết có tiền hay không thì chúng ta phải dòm vô lưu chuyển tiền tệ của công ty. Đây, tôi cho các bạn xem lưu chuyển tiền tệ đây. Lợi nhuận trước thuế là 11.000 tỷ nè. Thì các bạn coi lưu chuyển tiền tệ nè các bạn. Đó, lưu chuyển tiền thuần nè, 8.000 tỷ nè, thấy không? Có bạn nào hỏi lý do vì sao, đôi lúc các bạn kêu là vì sao là cái số tiền ở trên này, số tiền cái lợi nhuận trước thuế nè, nó có bằng với lại cái số tiền ở trên này không các bạn? Lưu chuyển tiền thuần này nó có bằng không? Đố các bạn nó có bằng không? Ai biết? Có bằng không các bạn? Có bằng không? Các bạn dòm như đây, các bạn nói là tiền của công ty nè, mã số 20 nè, lưu chuyển tiền tệ nè, mã số 20 nè, tức là cái dòng tiền dương, tức là
cái đây là cái số mà công ty, cái số tiền mà công ty dư ra trong năm 2016 là bao nhiêu đây? Được chưa? Chắc chắn là sẽ không bằng. Có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn. Đây, trong trường hợp đây nó nhỏ hơn nè. Các bạn thấy không? Nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn so với ông này. Được chưa? Điều đó nghĩa là làm sao? Bán hàng mà chưa thu tiền. Được chưa? Còn nếu mà trong trường hợp cái số này nè, nó có thể nó lớn hơn số này luôn. Có thể là người mua trả tiền trước. Được chưa? Nên các bạn không thể nào mà các bạn nói là số này nó phải bằng cái dòng tiền thuần ở đây được, không có bằng nhau. Được chưa? Rồi. Tiếp. Các bạn dồn trong báo cáo quả đầu kinh doanh đây nè, là nó luôn luôn nó có hai cột để chúng ta so sánh. Được chưa? So sánh. Đây, ví dụ đây. Đây các bạn, đây hai cột nè. Đó, Vinamilk nè. 2007 2016 nè, chúng ta so sánh nè, đó chúng ta tính ra cột G và cột H. Được chưa? Ví dụ đây. Dồn trong báo cáo quả động kinh doanh nè. Cái quả động kinh doanh là nó thể hiện lãi lỗ công ty trong một thời kỳ. Thời kỳ tức là một năm. Được không? Một năm, một tháng, một quý. Chứ không có ai nói cái quả động kinh doanh tại ngày ở đây cả. Rồi. Vậy chúng ta dòm như cái quả động kinh doanh mà chúng ta thấy năm hiện tại mà nó lãi hơn so với năm trước. Đầu tiên chúng ta dòm cái mã 50 nè. Đúng không? Đó, dòm mã 50 này. Mà năm hiện tại nó lớn hơn năm trước là tốt. Được chưa? Tức là năm hiện tại làm ăn làm sao các bạn? Lời hơn so với năm trước. Đó, ví dụ như là năm hiện tại là 12.000 tỷ nè. Năm trước là 11.000 tỷ nè. Chúng ta so sánh lợi nhuận trước thuế hay lợi nhuận sau thuế gì cũng được hết, không sao. Lợi nhuận trước thuế là chưa đóng thuế thôi, còn lợi nhuận sau thuế đó là đóng thuế. Vậy thôi. Đó, chúng ta so sánh nè. Đó, nó lời lên nè. Nó tăng lên 991 tỷ. À, 900. Đúng rồi. Được chưa? 9.991 triệu. Đơn vị là triệu. Được chưa? Rồi, tiếp là. Đó, từ đây là chúng ta so sánh số tuyệt đối, sau đó chúng ta làm sao tính ra so sánh số tương đối. Được chưa? Muốn tính tương đối thì chúng ta lấy cái số tuyệt đối đây nè. Đó, chúng ta chia ngược lại cho số năm trước thì nó ra cái tương đối để chúng ta biết là nó tăng bao nhiêu phần trăm. Rồi, tiếp. Nhưng mà khi mà chúng ta làm sao xem cái này xong rồi thì chúng ta xem coi cái lợi nhuận nó tăng đây nè, đã đến từ đâu. Đây, chúng ta xem nó đến từ hoạt động chính của công ty là tốt. Nó đến từ hoạt động chính của công ty là tốt. Đây, hoạt động chính của công ty. Các bạn thấy doanh thu nè, nó tăng không? Doanh thu 2017 nó tăng hơn so với 2016 không? Nó tăng. Được chưa? Là tốt, là hoạt động chính. Nó tăng tới 4.000 mấy tỷ luôn nè. 4.169 tỷ. Nó tăng 9%. Được chưa? Khi mà chúng ta so sánh một công ty, đánh giá một công ty á, chúng ta nên làm nhiều năm. Chúng ta so sánh nhiều năm thì chúng ta mới biết nó có bền vững hay không. Các bạn muốn lấy báo cáo tài chính của một công ty á, thì lên trang web Cà Phê App. Được chưa? Trang web Cà Phê App, chúng ta gõ cái mã cổ phiếu mà chúng ta cần. Đó, chúng ta gõ vô đây. Chúng ta sẽ tải về. Đây. Ra. Nó có cái nút tải nè. Các bạn thấy không? Đó, các bạn tải về. Tôi nhắc lại là khi so sánh, khi mà chúng ta đánh giá về cái mà làm ăn lời hay lỗ của công ty á,
thì chúng ta nên đánh, nên so sánh nó nhiều năm, 4 năm hay là 5, 6 năm, chứ không phải là so sánh 2 năm không đâu. Thì chúng ta mới biết công ty này nó có phát triển bền vững hay không. Được chưa? Đây, Vinamilk đây, tôi so sánh 4 năm nè, 2016, 17, 18, 19 nè, các bạn thấy không? Doanh thu nó tăng đều qua hàng năm nè, các bạn thấy không? Đó, mỗi năm nó tăng tầm, nó tăng tầm 5.000 tỷ. Có năm tăng 5.000 tỷ. Rồi sao? Từ 46 lên 51 là 5.000 tỷ nè. Từ 51 lên 52 là 1.000 tỷ. Từ 52 lên 56 là 4.000 tỷ, được chưa? Càng về sau á là công ty nó đã lớn mạnh rồi nên nó không thể nào mà nó tăng nhiều được. Vì cái dung lượng thị trường sữa là nó chỉ là nó láo nha, chưa chạy khỏi chơi nữa. Chó chết lắm. Ủa gì vậy? Các bạn nào mở đang tắt mic giùm tôi nha. Mấy cái này nói rồi mà sao các bạn không có chịu nghe vậy ta? Đây nè. Khi mà công ty nó đã lớn rồi á, các bạn phải biết khi mà mình kinh doanh ở lĩnh vực nào á, là mình phải biết cái dung lượng thị trường. Dung lượng thị trường, ví dụ như ngành sữa, được không? Là dung lượng thị trường một năm của nó là 130.000 tỷ đi chẳng hạn. Tức là mỗi, tức là 130.000 tỷ đó nó cho 40 công ty chẳng hạn, được không? Thì trong đó Vinamilk nè, các bạn thấy không? Ví dụ như các bạn lấy 56.000 tỷ mà chia cho 130.000 tỷ thì các bạn biết là Vinamilk nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái dung lượng đó. Như vậy một khi cái con số này nó đã lớn rồi thì sao? Khi con số này nó đã lớn, nó chiếm tới 40-45% dung lượng thị trường. Ví dụ dung lượng thị trường sữa có 10 công ty đi, mà Vinamilk nó chiếm tới 40% rồi, thì điều đó nghĩa là những năm sau nó không thể nào mà nó tăng mạnh được. Được chưa các bạn? Nó không thể nào tăng lên là 10 hay 15% được, khó lắm. Nó chỉ tăng 1-2% thôi, vì dung lượng của nó đã đủ rồi. Dung lượng chỉ có bấy nhiêu là 130.000 tỷ thôi, hoặc là mỗi năm nó tăng lên 1-2% thôi, 3% thôi. Chứ nó không thể nào nó tăng đang 56.000 tỷ như thế này, qua năm 2020 nó tăng lên 15%, khó lắm. Ở thị trường nội địa của mình nó là 130.000 tỷ rồi, thì nó muốn tăng lên 15 hay 16% thì chắc chắn rằng Vinamilk phải mở rộng xuất khẩu, được chưa? Nó mới tăng lên được 10-15%. Ok, như vậy các bạn hiểu được chưa? Như vậy khi mà các bạn xem cái phần mà lợi nhuận đây nè, khi mà các bạn hoạt động ở lĩnh vực nào thì các bạn phải biết công ty mình kinh doanh lĩnh vực đó, thì cái lợi nhuận đây nè, lợi nhuận trước thuế hay là lợi nhuận sau thuế gì đây nè, nó phải đến từ hoạt động chính, tức là nó đến từ doanh thu chính. Doanh thu của ngành nghề chính mình nó phải đến từ doanh thu quán sữa, được chưa? Thì nó mới bền vững được. Ok. Như vậy trong cái lợi nhuận trước thuế nè, 11 nè, 11, 12, 12 nè, nó tăng đều nè. Các bạn phải biết là nó đến từ cái lợi nhuận nào. Nó đến từ lợi nhuận, lợi nhuận gộp ấy nè, được chưa? Nó đến từ hoạt động chính của công ty là tốt, chứ không phải nó đến từ cái lợi nhuận khác hay cái lợi nhuận tài chính này là không có tốt. Nếu mà nó đến từ lợi nhuận tài chính này nè cũng là tốt. Ví dụ các bạn biết lợi nhuận tài chính này là gồm gì trong này không? Đây, quay lại chỗ này nè, các bạn sẽ thấy cái chỗ này nè. Lợi nhuận tài chính tức là lấy doanh thu tài chính, nó lấy doanh thu tài chính nó chia cho nó trừ cho chi phí tài chính thì nó ra lợi nhuận tài chính. Rồi, hiểu chưa? Còn lợi nhuận khác là nó lấy thu nhập khác, nó trừ cho chi phí khác thì nó ra là lợi nhuận khác. Ở trên đây nó không có lợi nhuận tài chính. Ở trên đây nó không có lợi nhuận tài chính. Được chưa các bạn?
Nhảy dòm trên đây nè, được chưa? Mà chúng ta thấy cái ông này nè, cái ông lợi nhuận trước thuế nè, mà nó tăng do cái lợi nhuận gộp đây nè và lợi nhuận tài chính đây nè, là tốt, được không? Nó tăng lên là do hai ông này là tốt, vì ông lợi nhuận gộp đây nó bằng doanh thu nè, nó bằng 46.000 tỷ, nó trừ 24.000 tỷ nè, nó ra lợi nhuận gộp, được chưa? Lợi nhuận gộp nó chính là lợi nhuận hoạt động chính của công ty. Như vậy công ty mình mà làm ăn có tiền, làm ăn có tiền, thì nếu mà mình tập trung vô ngành nghề cốt lõi á, thì cái tiền đó, đó nó sẽ tiếp tục đầu tư cho cái ngành nghề cốt lõi tiếp của mình là ngành sữa chẳng hạn. Nhưng mà trong cái thời gian mà chờ đợi mà đầu tư thêm á, thì công ty lấy cái tiền đó đó đem đi cho vay, hoặc là đem ở gửi ở ngân hàng, thì nó mới có được cái lợi nhuận tài chính này, nó có được cái doanh thu từ lãi tiền gửi các bạn. Đây các bạn dòm trên đây, dòm nè, quay lại chỗ này. Như vậy nãy tôi nói lại nha, cái lợi nhuận đây nè, mà nó đến từ hoạt động chính của công ty, tức là nó tăng từ từ cái lợi nhuận gộp đây nè, lợi nhuận gộp đây mang lại nè, và lợi nhuận tài chính, tức là lấy doanh thu tài chính trừ cho chi phí lãi vay, trừ cho chi phí tài chính, thì nó là lợi nhuận tài chính là tốt. Còn nó còn mà nó đến từ cái lợi nhuận khác đây nè là không có tốt. Tí nữa tôi sẽ phân tích cho các bạn xem được không, tại sao đến từ cái lợi nhuận tài chính này là tốt. Lợi nhuận tài chính đây các bạn phải xem tiếp á, trong cái doanh thu tài chính đây nè là 515 trong đây nè, 515 trong đây nè, thì các bạn phải xem cái chế độ kế toán thông tư 200 của mình, đến 515 nó hạch toán vào những cái trường hợp nào. Thứ nhất là lãi tiền gửi nè, lãi cho vay nè, được chưa, lãi do bán chứng khoán nè, lãi trên lệch tỷ giá nè, tùm lum tà la. Nhưng mà chúng ta làm sao, chúng ta làm sao các bạn? Lãi thu từ công ty, lãi từ công ty con chuyển về nè, thì chúng ta cũng ghi vào doanh thu tài chính. Nhưng mà chúng ta phải để ý là trong cái doanh thu tài chính này, mà ví dụ như nó đến từ kinh doanh chứng khoán, ví dụ các bạn mua cổ phiếu của một công ty mình làm ăn có tiền, công ty mình làm ăn có tiền, các bạn lấy tiền đó các bạn mua cổ phiếu giá 10.000 để mong đợi nó lên giá 20.000 để các bạn lời, cái đó là mong lung lắm, nên các bạn không có đánh giá tốt ở những cái công ty đó. Tức là công ty mà có đầu tư chứng khoán á là hên xui, nên các bạn làm sao, không đánh giá tốt được, được chưa? Chứng khoán giống như đánh bài, được không? Nếu mà các bạn không biết. Còn nếu mà công ty này mà nó có tiền mà nó để ở, có nghĩa là nó trong thời gian nó đang tìm kiếm cơ hội á, thì cái tiền đó nó để ở ngân hàng để lấy lãi, thì các bạn đánh giá công ty này mang tính chất ổn định, được không? Tức là người ta an toàn, người ta bảo tồn, bảo toàn cái tài sản cho các bạn. Đây, ví dụ như các bạn thấy công ty Vinamilk này, doanh thu tài chính của nó nè là nó có 722, được chưa? 722 tỷ nè, các bạn thấy không? Nó tăng so với năm ngoái nè, là nó đến từ đâu? Nó đến từ đâu? Thì các bạn xem nè, chắc chắn là nó đến từ lãi, lãi từ sao? Tiền gửi ngân hàng. Đây các bạn thấy nè, công ty này nó có tiền nè các bạn. Tí nữa tôi cho các bạn đọc bản cân đối kế toán các bạn sẽ rõ. Đây nè, các bạn thấy là công ty này có tiền không nè? Đây nè, các bạn để ý cái mã 123 nè, đó các bạn thấy không? Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đó. Tí nữa chúng ta sẽ học bản cân đối kế toán, chúng ta sẽ biết được cái trong này là gì. Chính là cái mục đây nè, là mục tiền gửi các bạn. Tiền của công ty qua quá trình hoạt động kinh doanh, từ báo cáo hoạt động kinh doanh đó, nó có được cái khoản tiền lãi, thì cái tiền lãi đó nó quy ra tiền rồi, và công ty lấy cái tiền đó, công ty làm sao?
đêm để ở ngân hàng để lấy lãi, thì cái lãi đó nó chính là doanh thu tài chính, thì những công ty này là tốt, tại vì tiền của nó rất là nhiều, được chưa? Các bạn muốn biết trong cái 10.000 tỷ đây nè, nó gồm những cái gì á? Các bạn xem nè, thuyết minh nè, 6B nè, tôi mở cho các bạn xem. Đây 6 nè, 6B nè, các bạn thấy không? Đây đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn nè, các bạn thấy chưa? Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tôi gửi cái file này cho các bạn nha. Các bạn tải về đi, các bạn tải về mở ra đi để theo dõi luôn. Các bạn mở ra trang 26 á. Các bạn mở ra chưa? Alo, mở ra chưa các bạn ơi? Dạ rồi thầy. Rồi, mở ra trang 26. Mở ra trang 26. Thì đây, các bạn thấy 26B nè, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các bạn thấy nè. Nè. Tiền gửi có kỳ hạn nè, 9.000 mấy tỷ nè. Trái phiếu doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp khác vay á. Được chưa các bạn? Đó, điều đó nghĩa là công ty nó có tiền. Bạn thấy không? Năm 2015 nè, đầu năm là nó có 8.000 tỷ thôi. Mà cuối năm nó lên 9.000 tỷ tức là làm sao? Tiền của nó cứ tăng lên thôi. Tức là tích lũy tài sản nó vẫn tăng thôi. Tức là nó đang an toàn. Vì công ty của nó làm sao? Quá lớn rồi. Nó đầu tư. Bây giờ nó chỉ tập trung vào ngành nghề cốt lõi của nó là sữa thôi. Nó không cái đa ngành. Nên bây giờ nó chỉ lấy tiền nó để ngân hàng. Và nó đang đợi cơ hội để nó mở rộng thị trường qua nước ngoài cũng là sữa luôn, được chưa? Chứ nó không có phải là nó kinh doanh giống như là Vingroup mở đa ngành nghề như vậy. Tức là công ty nào có tiền như thế này, các bạn thấy là ví dụ trong cái thời buổi Covid giống như vậy, mà công ty nào mà không có tiền là chết, đúng chưa? Tức là công ty này nó kinh doanh cái ngành nghề cốt lõi thôi. Còn các bạn mà ví dụ các bạn khi mà làm ăn mở công ty ra, các bạn làm ăn ở ngành nghề cốt lõi các bạn được một cái, các bạn thì sao? Kinh doanh thêm những cái ngành nghề khác nữa, mà trong cái đó những ngành nghề đó mình không am hiểu thì chắc chắn là sẽ ra rủi ro. Tại vì khi mà chúng ta một ngành thì chúng ta tập trung vào ngành nghề đó thì bao giờ nó cũng sao, nó phát triển rất là từ từ chứ nó không phát triển nhanh được. Nhưng mà các bạn không thích từ từ, các bạn mở rộng ra nhiều ngành nghề khác thì các bạn quản lý nó rất là mất tầm kiểm soát của các bạn. Thì những cái công ty nào á mà các bạn muốn đầu tư mà mang tính chất an toàn á, thì các bạn tìm những cái công ty mà chỉ tập trung vào một ngành nghề cốt lõi thôi và nó có tiền, và tiền nó tăng đều nè, được chưa? Và chắc chắn là những công ty này nè mà có tiền mà gửi ngân hàng như vậy nè, là công ty này nó ít vay tiền, nó không có vay, được chưa? Rồi
Như vậy quay lại cái bài toán về Vinamilk này, xem lại kết quả kinh doanh. Đây, mã 50 đây, nó làm ra là 11.000 tỷ, được chưa? Nhưng mà dòng tiền thu về trong năm á, để dư ra là 8.000 tỷ. Nó có tăng so với năm trước, năm 2015 của nó là 7.000 tỷ, năm nay nó lên 8.000 tỷ, tức là nó vẫn dư ra. Tức là về cái lưu chuyển tiền thuần ở đây nè, mà các bạn thấy cái tiền mà làm ra mỗi năm đây nè, nó tăng so với năm trước, có nghĩa là dòm ở đâu các bạn cũng thấy là cái năm hiện tại nó đều tăng so với năm trước là ok, là tốt, được chưa? Quay lại cái quả kinh doanh phá sale này, đó các bạn thấy không, doanh thu tăng so với năm trước. Đầu tiên là mình xem mã 50 là lợi nhuận tăng so với năm trước là tốt. Rồi sau đó mình đi vô chi tiết, mình coi coi cái lợi nhuận này nó tăng đến từ đâu. Vậy là doanh thu tăng so với năm trước, vậy là nó đến từ doanh thu hoạt động chính, được chưa? Tôi lấy doanh thu, tôi trừ cái khoản giảm trừ doanh thu, nó ra lợi nhuận thuần, ở ra doanh thu thuần. Các bạn để ý cái chỗ này nè, cái mã số 2 nè, các khoản giảm trừ doanh thu nè. Các bạn mà dồn trên cái báo cáo kết quả động doanh á, mà các bạn thấy ngay chỗ này nè, nó ít là tốt, còn công ty nào mà nó nhiều là không tốt, được chưa? Suốt ngày bán hàng xong rồi hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán không là không tốt. Ok, được chưa bạn? Như vậy á, nó sẽ xảy ra cái nghiệp vụ này. Và các bạn nên, mình làm kế toán là phải đúng bản chất, được không? Làm kế toán phải đúng bản chất. Ví dụ ngày 1 tháng 1 2020, công ty bán hàng, công ty A đi bán hàng cho công ty B, được chưa bạn? Số lượng là 10, đơn giá 100, thành tiền đó. Rồi, được chưa? Số lượng, đơn giá, thành tiền. Như vậy tại thời điểm này nè, có phải các bạn ghi là nợ của gì? 1, 3A1 đi, có 511 đi, bỏ qua VT nha, bỏ qua VT. Rồi sang ngày 2 tháng 2 2020, được chưa các bạn? Công ty B trả hàng cho công ty A, thủ tục đã xong, thủ tục hai bên làm xong, được chưa các bạn? Cách 1 làm chuẩn, cách 1 làm chuẩn nè, là biên bản trả hàng, được chưa các bạn? Và biên bản trả hàng và gì, và công ty B xuất hóa đơn trả hàng, trên hóa đơn này ghi rõ là trả hàng theo biên bản số ABC gì đó, được chưa? Ví dụ như là trả lại 5, đơn giá vẫn là 100, được chưa các bạn? Thì khúc này mình đang ở vai trò công ty A nha. Công ty A sẽ nhận được cái này, sẽ ghi là nợ cái gì? 521, có gì? Có gì các bạn? 131, hoặc là có tiền đi chẳng hạn, nhưng mà cứ có 131 đi. Đây là cách 1 làm chuẩn. Cách 2,
cách hai mà các bạn trên mạng rồi hay là các bạn hay chỉ và tư vấn cho nhau á, cách hai là sai bản chất nè, là các bạn nói vậy nè, là công ty B xuất hóa đơn bán lại, xuất hóa đơn bán lại cho công ty A là 5. Được các bạn? Tức là vẫn là cái gì? Số lượng 5. Đó, bán lại cho công ty A. Nhưng mà bản chất không có bán lại, mà bản chất công ty B trả hàng. Nhưng mà các bạn làm chứng từ hóa đơn á, là các bạn không có lập biên bản trả hàng. Các bạn kêu làm sao? B xuất bán lại, hàng nó bị lỗi thời, hàng nó bị hư rồi sao mà bán lại được? Bán lại công ty A, mua về có bán lại được đâu. Lúc này công ty A đó sẽ ghi là nợ của 1561, hiểu chưa? Có của 331 là bao nhiêu? Là 500. Rồi, như vậy với cách làm một, thì có phải là trên báo cáo kết quả động kinh doanh của mình, đến chỗ này nè, chỗ này nó thể hiện doanh thu là 1 triệu và giảm trừ là 500 và doanh thu thuần là 500, đúng không các bạn? Đây nè là 1 triệu, đây là 500, doanh thu thuần 500. Với cách làm hai sai bản chất thì nó thể hiện ở trên đây đúng 1 triệu luôn, và nó không có thể hiện giảm trừ doanh thu. Các bạn có thấy vậy chưa? Alo, các bạn có thấy điều đó không? Không ai tương tác, có nghe tôi nói không vậy? Thấy, nghe thầy. Dạ con thấy ạ. Hôm nay học hơi bị chán hả? Tôi nhắc lại nha, cái chuyên đề của mình là báo cáo tài chính, cách lập, cách đọc và quyết toán. Còn mấy cái vấn đề các bạn hỏi là chẳng qua phục vụ cho thuế thôi. Có thời gian thì mình trả lời để tăng thêm giá trị thôi. Các bạn nên nhớ mình học ở đây, hôm bữa tôi đã nói ngay từ đầu rồi, là mình học để mình hiểu về bản chất. Còn vấn đề xử lý thuế má là một vấn đề khác. Mình tập trung vô cái cốt lõi của mình hiểu bản chất nó hay hơn. Được chưa? Rồi thầy ơi. Nên các bạn muốn hiểu một công ty, đọc để hiểu, thì các bạn nên lấy những cái báo cáo tài chính của những, để sau này các bạn đầu tư chứng khoán rồi nữa đó, các bạn đánh giá một công ty cho nó tốt hay nó xấu á, vấn đề nó rất là quan trọng. Thì các bạn nên lên trang web cà phê app hoặc là những trang web tài chính Vietstock gì đó, các bạn tải những cái báo cáo tài chính đó về để các bạn đọc. Và tôi hy vọng qua cái lớp này á, các bạn sẽ biết cách đọc báo cáo tài chính, đọc báo cáo tài chính một cách tổng quát. Còn về phân tích báo cáo tài chính là những cái chỉ số rồi đó, những chỉ số tài chính á, ví dụ như vậy, thì các bạn lên trên mạng đây nè, phân tích chỉ số tài chính là khác đó nha, phân tích báo cáo tài chính đó là khác. Còn cái này là tôi đang chỉ cách đọc. Còn các bạn muốn phân tích báo cáo tài chính của một công ty nữa, nó là khác nữa, nó là chuyên sâu nữa, mất rất là nhiều thời gian, thì các bạn lên đây, các bạn có thể các bạn ghi câu lên trang web đây nè, là phân tích báo cáo tài chính đó, vô cái trang này nè các bạn đó, cái trang này cũng rất là hay. Đọc và phân tích báo cáo tài chính nè, đó trong đây nè, nó chỉ cho các bạn nè, phân tích báo cáo tài chính nè, đó những cái chỉ số nè, đó các bạn thấy không, được chưa? Bạn xem ở trên đó. Còn đây tôi đang chỉ bạn cách đọc. Rồi tiếp, đó tôi gửi các bạn cái file tôi lấy từ những cái báo cáo đây nè, tôi bỏ thời gian ra tôi gõ lại cho các bạn đó, bằng file Excel, được chưa? Mất rất là nhiều thời gian đó.
bạn mà không biết tận dụng cái giá trị này thì thôi luôn. Ok, tiếp tục. Làm gì cũng vậy, phải tập trung. Rồi. Thì sau khi mà làm ở trên đây thì các bạn coi nè. Ví dụ như ở bảng cân đối kế toán 2017 ra, các bạn xem chỗ đấy. Chỗ này nó quan trọng nữa nè. Các bạn để ý chỗ lãi gộp. Lãi gộp nó tính bằng cách nào đây nha các bạn? Lãi gộp nè, lợi nhuận gộp nè. Lợi nhuận gộp. Được chưa? Lợi nhuận gộp nè. Mở ra sheet 2016, kết quả doanh 2016. Lợi nhuận gộp á là nó bằng doanh thu thuần trừ cho giá vốn. Được chưa? Doanh thu thuần trừ cho giá vốn. Ok. Vậy bây giờ chúng ta ra là tỷ lệ lãi gộp. Tỷ lệ lãi gộp bằng doanh bằng lãi gộp chia cho doanh thu thuần. À, bằng lãi gộp chia cho doanh thu thuần. Đó, các bạn thấy không? Đó. Bạn để ý chỗ này. Tỷ lệ lãi gộp nó bằng doanh thu thuần. Ở bằng lãi gộp chia cho doanh thu thuần. Đó, các bạn để ý nha. Công ty nào mà nó cái này nè mà nó cao là tốt. Bao nhiêu là cao? Các bạn thấy nè, ví dụ Vinamilk đi, các bạn dòm để ý Vinamilk. Năm 2016 nha, nó làm ra 46.000 tỷ. Nó làm ra 46.000 tỷ. Thì cái phần lời của nó, nó chiếm tới 50% rồi. Tức là cái tiền nó mang lại á, là nó chiếm tới 50% rồi các bạn. Gần 50% rồi. Là tốt hay xấu? Đố bạn biết tốt hay xấu. Bạn trả lời được. Các bạn tìm ra những cái công ty nào mà như vậy nè. Tốt hay xấu các bạn? Các bạn có thích không? Có thích những công ty giống vậy không? Dạ thích. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn kinh doanh một cái sản phẩm nào đó, các bạn không có sản phẩm mà các bạn bây giờ kinh doanh một sản phẩm, bạn mình nó đang bán giá là 10.000 đồng, bán ra đó, thì nó kêu mình đó, thì cái khúc đây nè, các bạn nói lãi gộp ở chỗ đây nè. Đó, các bạn yêu cầu nó là mày cho tao bao nhiêu phần trăm. Mày cho tao bao nhiêu phần trăm? Cho 50%. Điều đó có nghĩa là làm sao? Tức là nó bán cho mình giá 5.000 thôi. Và mình lời, nó bán cho mình giá 5.000 và mình bán ra thị trường vẫn là giá 10.000. Mình lời tới 50%. Đây nè. Khi mà các bạn bán một cái sản phẩm nào đó, khi mà các bạn bán một sản phẩm nào đó cho ai, các bạn nói là mày cho tao bao nhiêu phần trăm, tức là các bạn đang nói lãi gộp đó. Rồi hiểu chưa? Hiểu nói hiểu. Dạ hiểu. Bạn hiểu. Nào nói giùm tôi cái, tôi tăng cái sức mạnh tôi nói tiếp à. Hiểu dạ hiểu. Hiểu thầy. Chị nói như hồi tôi cho các bạn buồn ngủ luôn, tôi ru ngủ nữa. Hiểu thầy. Đó. Cái lãi gộp này nó cao hơn trung bình ngành là tốt. Các bạn tìm những cái công ty nào mấy ông này nè, mỗi năm nó mỗi tăng. Ví dụ năm 2015 này, nó có 41 à, mà năm nay lên tới 48 à, nó tăng vậy. Công ty nào nó như vậy không là tốt, mà nó có xu hướng giảm là không tốt. Các bạn để ý kỹ. Năm hiện tại, năm hiện tại mà cứ tăng so với năm trước là tốt, và nó có xu hướng giảm là không tốt. Đó là một cái như vậy. Luôn luôn như vậy luôn. Tôi đố các bạn làm sao để cho cái lãi gộp này nó tăng. Đố các bạn biết. Ai có thể nói cho tôi. Làm sao để cái lãi gộp này tăng nè. Cách nào để làm lãi gộp tăng. Ai biết.
Ví dụ sau này các bạn làm ở công ty, các bạn tư vấn rồi sao cho sếp ở chỗ này rồi. Ai nói được ở chỗ này? Công ty các bạn, công ty sản xuất á. Giá vốn thì giảm thôi. Giá vốn giảm. Đồng ý, nhưng mà làm sao để giảm? Giảm bớt chi phí, những cái chi phí liên quan. Làm sao giảm nè? Ví dụ như là tinh giảm nhân sự, hoặc là nâng cao cái chất lượng của cái máy sản xuất đó thầy. Ủa đang nói lãi gợm mà ta. Nói chung quá rồi, chưa ai hiểu hết rồi. Tiếp. Tinh giảm nhân sự, bây giờ công ty đang làm ăn ra, bây giờ giảm nhân sự thấy sai sai rồi. Đúng không? Nếu mà em nói tinh giảm nhân sự như vậy, mình tinh giảm bằng cách nào nè? Ví dụ công ty năm ngoái là 40.000 tỷ mà năm nay lên là 46.000 tỷ. Năm ngoái nó là 10.000 nhân sự. Năm nay là em giảm còn 9.000 nhân sự được không? Có giảm được không? Khó đúng không? Khó, cái này chỉ có là thay đổi âm dây chuyền thì nó, dây chuyền sản xuất thì nó lại là một cái chi phí quá lớn rồi. Không được. Thì đầu tiên á, các bạn phải biết trong cái giá vốn này nè, nó chính là 632. Thì các bạn biết 632 là đi từ 155. Mà bạn biết 155 nè là đi từ 154. Mà 154 này đi từ 621, 622 và 627. Được chưa? Dạ. Vậy làm sao? Vậy dạ. Là chúng ta phải xem ba cái ông này. Cắt giảm được cái ông nào ở trong này, được không? Dạ. Và cái tiếp theo nữa là phải tăng. Tại vì khi mà chúng ta nói tới cái giá vốn này á, giá vốn này nè, 632 nè, nó bằng số lượng nhân cho giá thành. Các bạn phải phân biệt được giá, giữa giá vốn và giá thành nha. Giá vốn là đã bán ra rồi, là bằng số lượng bán nhân giá thành. Còn giá thành tức là đơn giá trên một, tức là giá thành tức là giá thành trên một đơn vị sản phẩm, tức là chưa có bán ra. Giá vốn bằng số lượng nhân giá thành, còn giá thành là tính trên một đơn vị sản phẩm. Hiểu thầy. Rồi. Mà cái giá thành á, giá thành á, giá thành á là nó bằng tổng trị giá sản phẩm làm ra trong kỳ, tức là 61, 62, 67 đó. Chia cho số lượng sản phẩm hoàn thành. Chia cho số lượng sản phẩm hoàn thành. Điều này có nghĩa là nếu mà giá thành mà giảm thì 100%. Nếu mà công ty của bạn mà làm cho giá thành giảm thì 100% lãi gộp nó sẽ tăng. Như vậy giá thành giảm là mình tập trung vô cái này, tập trung vô hai cái yếu tố này. Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ nó phải lớn. Nó phải lớn. Được chưa? Nó phải là maximum. Như vậy số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ mà nó maximum ở đây á, là chỉ có những cái công ty nào mà là lớn thôi. Công ty của anh chị phải có nhiều, phải làm ra nhiều hộp sữa. Được chưa? Điều đó nghĩa là phải có nhiều nhà máy, nhiều cái năng lực sản xuất, nhiều tài sản cố định, nhiều con bò. Được chưa? Như vậy là mấy công ty lớn thì chắc chắn rằng, ví dụ như các bạn thấy sữa Vinamilk, các bạn vô siêu thị các bạn đấy, cái giá thật, cái giá bán của nó luôn luôn nó nhỏ hơn TH hay là nhỏ hơn Nutifood, nhỏ hơn Duck Lady, nó rẻ hơn đó. Các bạn để ý đi, các bạn vô các bạn xem. Điều đó nghĩa là sao? Các bạn để ý Vinamilk, cái trang trại của nó rất là nhiều, bò sữa của nó rất là nhiều, nó làm ra, nó bán ra tới 50 mấy ngàn tỷ như nè, 46.000 tỷ nè. Điều đó nghĩ làm sao? Nó phải sản xuất ra rất là nhiều
thì cái số lượng sản phẩm hoàn thành này ra nè nó mới rất là nhiều. Nó nhiều thì điều đó chứng tỏ là cái mẫu số này nó lớn nè, nó càng lớn thì nó làm cho giá thành nó càng giảm. Như vậy cứ tăng quy mô lên, được chưa? Là cái này nó sẽ giảm thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa nè, thì nó liên quan tới yếu tố chi phí này. Thì muốn yếu tố chi phí này giảm thì có nhiều cách. Mình tập trung vô từng cái thôi, nó có 3 yếu tố chi phí nè. 621 này nó liên quan tới chi phí nguyên vật liệu đầu vào của mình. Như vậy làm sao? Như vậy là mình phải mua cái nguyên vật liệu làm sao với giá rẻ. Thì mua nguyên vật liệu với giá rẻ đó là một bài toán kinh doanh của người ta. Mình chỉ nói như vậy về mặt kế toán thôi, còn cái vấn đề kinh doanh khi nào mua dự trữ lúc nào đó một bài toán kinh doanh. 622 này nè, giảm bằng cách nào? Automatic thời buổi công nghệ 4.0, hồi xưa là 1.000 nhân sự. Mà bây giờ thì sao? Các bạn dùng robot, được chưa? Làm tự động hóa thì nó sẽ thay thế, được chưa? Nó thay thế nhân sự. Đó. Đó là cái bài toán mà để giảm giá thành. Đây, tôi cho các bạn xem đây. Ví dụ như các bạn lên, các bạn xem ví dụ như đây. Đây nè, nhà máy Vinamilk nè. Các bạn xem là nó toàn robot không? Nó đâu có cái, đây, nó rất là ít con người để làm. Sau đó khi mà đủ 2 pallet rồi thì có chữ đây còn LTV sẽ đưa kèo vào để mang 2 pallet này về phía bên máy rubber. Thì máy rubber sẽ quấn cho nó một cái lớp màng co để giữ vững trước khi đưa đó. Cái kệ. Thì phía bên kia nó sẽ có những con LTV chạy trên ray. Họ sẽ, những con LTV này sẽ đưa vào kho và xếp lên kệ trên kho. Đó, các bạn thấy chưa? Điều đó nghĩa là hạn chế cái vấn đề người ta kinh doanh. Người ta kinh doanh thì người ta sẽ biết cách làm sao để cho cái giá thành này nó càng giảm. Giá thành mà càng giảm thì các bạn sẽ cạnh tranh được trên thị trường. Được chưa? Giá thành mà không giảm là công ty của các bạn sẽ bị đối thủ nó bóp chết. Ok, vậy được nha. Rồi, tiếp tục. Thì khi mà các bạn phải xem tiếp là ví dụ như doanh thu tăng, doanh thu tăng, lãi gộp cũng tăng, thì chắc chắn đảm bảo rằng chi phí nó sẽ tăng, được chưa? Nhưng mà ví dụ như chi phí tăng, ví dụ như mình tăng nè, các bạn để ý kỹ nè, cái lãi gộp của mình á nó tăng lên tới 6.000 tỷ nè, các bạn thấy không? Nhưng mà chi phí nó tăng lên có 4.000 tỷ à. Chi phí bán hàng nè, chi phí bán hàng, mặc dù cái tỷ lệ trên lệch tuyệt đối của nó là nó tăng nhiều hơn, nhưng mà làm sao cái lãi gộp của mình nè nó làm ra nè nó vẫn cao hơn so với lại cái chi phí bán hàng này. Điều đó nghĩa là tốt luôn, được chưa? Ví dụ như ông mà tăng cái lãi gộp 6.000 mấy tỷ ra nè, cái chi phí bán hàng này nè nó tăng lên 8-9.000 tỷ luôn, điều đó không tốt, được chưa? Thì làm sao ông bán ra mà ông toàn quảng cáo không à, ông quảng cáo làm sao nó không có mang lại lợi ích nhiều, nên nó không có đủ bù đắp, nên cái chỗ này là vẫn cover được, lãi gộp là vẫn cover được, được chưa? Khi mà ví dụ như các bạn thấy chi phí bán hàng mà nó tăng như thế này nè, thì các bạn ở công ty ấy, thì các bạn phải làm sao? Phân tích khoảng một chi phí trong chi phí bán hàng này nó tăng là lý do vì sao. Đây, ví dụ như Vinamilk, các bạn xem ở trên này luôn đi. Thì tốt hơn cái này, trước khi nói ở chỗ này luôn cho các bạn, trước khi sau này mình học thuyết minh bất động sản chính nè. Ví dụ các bạn dòm trong cái báo cáo quả động doanh nè, đó,
các bạn muốn biết chi tiết số liệu nào ở cái cột 2016 2015 này nè, thì các bạn xem ở thuyết minh đó, thuyết minh mới có là chính. Đây ví dụ các bạn muốn biết chi phí bán hàng nè, năm 2016 là 10.000 tỷ nè, năm 2015 là 6.000 tỷ nè, các bạn muốn biết nó tăng lên là do cái chi phí nào tăng thì các bạn xem thuyết minh số 34. Rồi mở ra thuyết minh số 34. Đây, thuyết minh 34 nè các bạn. Đây, các bạn dòm ở trong này thì các bạn sẽ thấy rằng chi phí này tăng nè, chi phí này tăng khủng luôn nè các bạn. Khuyến mãi, trưng bày và hỗ trợ bán hàng đó. Được chưa? Nó tăng lên tới 4.000 tỷ luôn nè các bạn, thấy không? Khuyến mãi, trưng bày sản phẩm và hỗ trợ bán hàng, ghi đó là cái thuật ngữ chung. Còn tại công ty của mình sẽ biết được rằng nó gồm những cái gì trong này. Ví dụ các bạn thấy khi mà người ta bán hàng, các bạn thấy là người ta kèm là mua 2 lốc sữa tặng cái ly sứ đó, nó nằm trong này nè đó, hiểu chưa? Mà người Việt Nam mình làm sao, mua hàng mà thấy tặng á là mua liền à, đúng không? Các bạn nào mà mua hàng thấy tặng mà không mua không? Các bạn có thích tặng hàng không? Ok mà được cái này. Đẹp mà được cái này. Ừ. Có xem deadline không? Ví dụ mua sữa mà nó còn 1 tháng, nó tặng cái ba lô, có mua không? Còn mua này. Mua đúng không? Mua lóc thôi này. Hả? Mua lóc để uống thôi. Ví dụ như em có rồi thì em không mua hàng khuyến mãi. Tại vì mua về mất công bỏ phí. Ok đó, nó tăng cái chi phí này lên. Ví dụ như bây giờ như thế này nè, Vinamilk nè, nó tăng cái vấn đề mà nhận diện á. Các bạn đi đâu cũng thấy Vinamilk trên tivi hết. Các bạn an tâm mua khi mà mua một cái nhãn hiệu sữa mà nó không bao giờ các bạn thấy, mà các bạn ra siêu thị các bạn thấy thôi, thì các bạn có mua không? Hả? Ví dụ các bạn mua một cái gì đó mà nó quảng cáo trên tivi thích hơn, hay là các bạn chưa bao giờ thấy quảng cáo? Đó là những cái bài toán. Không phải là quảng cáo là các bạn kêu nó là không đúng sự thật mà các bạn không mua, không phải. Quảng cáo là tăng cái sự nhận diện lên, được chưa? Rồi, như vậy là về cái báo cáo kết quả kinh doanh vậy đó. Các bạn có, đây là các bạn hồi nãy trong chỗ doanh thu tài chính đó các bạn, mà nó có tiền nó gửi ngân hàng á, thì chỗ này nè, lãi tiền gửi nè, các bạn thấy không? Lãi tiền gửi nè, lãi nãy mà nó gửi đến kỳ hạn á, 9.000 tỷ á, mà một năm của nó thu vô tới 620 tỷ, các bạn thấy khủng không? Tiền gửi ngân hàng thôi, không làm gì mà nó như thế này đây. Rồi, cái chỗ mà báo cáo tài chính về bảng kết quả kinh doanh đấy, các bạn có hỏi gì cái chỗ này trước khi mình đi qua bảng cân đối kế toán các bạn? Cái này á thầy, làm cách nào để mình biết là báo cáo đó là làm thật hay là nhiều khi là số liệu người ta làm cho đẹp để người ta niêm yết á thầy? Cái đó thì khi mà người ta niêm yết hay không là nó đã có công ty kiểm toán rồi. Mà kiểm toán là các bạn phải tin tưởng, phải tin. Được chưa? Còn ví dụ như là bùa phép ảo hay không, đó là kỹ thuật của kế toán. Còn kiểm toán có phát hiện ra không, đó là kỹ thuật của kiểm toán. Như vậy cái số liệu là trên đây nè, mà khi các bạn đọc cái số liệu trên đây nè, là các bạn nên đọc những cái báo cáo nào mà công ty kiểm toán nè. Các bạn thấy không? Đây, công ty kiểm toán, tôi chỉ các bạn cách đọc báo cáo đó. Công ty kiểm toán mà là công ty nổi tiếng, được chưa? Dạ. Ví dụ như đây là công ty KPMG nè, Big Four nè. Thì công ty này lớn không? Hả? Công ty KPMG này là thu phí cao lắm này. Công ty nước ngoài Big Four thì phải cao chứ, xong cao em. Chứ bây giờ nè, bây giờ công ty em thuê dịch vụ kế toán, thuê cá nhân 500.000, với lại thuê một cái người mà chuyên nghiệp 10 triệu, các bạn thuê ai?
thuê 500 ngàn thì nó phải khác so với lại thuê người 10 triệu chứ. Được chưa? Tiền nào của nấy. Thì các bạn đọc báo cáo kiểm toán đây nè. Báo cáo kiểm toán đây nè. Và các bạn đọc ngay chỗ mà là ý kiến đây nè. Mà nó chấp nhận nè. Phản ánh trung thực hợp lý nè. Điều đó có nghĩa là toàn bộ số liệu báo cáo tài chính của kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, cân đối kế toán và thuyết minh nó là đúng. Nó là trung thực và hợp lý, tức là nó là đúng. Được chưa? Là các bạn tin tưởng được cái số liệu này. Các bạn mở báo cáo Hoàng Anh Gia Lai ra đi. Tôi gửi cho các bạn rồi đó. Rồi, đây nè. Cũng là EY kiểm nè. Điều đó nghĩa là các bạn phải đánh giá tốt của ông này. Tức là không thể có những hiện tại á, hiện tại có những ở Việt Nam của mình có những công ty kiểm toán ra các bạn, ví dụ như công ty của bạn qua bốn sau này thuê cái công ty kiểm toán để mục đích phục vụ cho vấn đề vay ngân hàng, để mục đích phục vụ cho đấu thầu, tức là các bạn đang tìm những cái công ty mà các bạn nói rằng anh đóng mộc lên cái báo cáo tài chính của công ty chúng tôi chấp nhận toàn phần, tôi trả cho anh 20 triệu, 30 triệu không cần kiểm gì hết. Thì chắc chắn là nó không phải là KPMG hay là EY rồi, tức là những công ty rất là nhỏ, công ty đó làm sao mua dấu. Được chưa? Thì số liệu đó không có đáng tin cậy. Còn số liệu của những cái công ty này kiểm toán thì các bạn phải tin cậy. Như vậy hồi nãy các bạn đọc báo cáo của Vinamilk, các bạn chỉ thấy một cái rất là đơn giản như thế này thôi. Đó là nó làm sao? Ý kiến kiểm toán viên nè, nó chỉ có 5 dòng thôi, chấp nhận toàn phần luôn, trung thực và hợp lý, nghĩa là ok. Các bạn quay qua Hoàng Anh Gia Lai nè, các bạn thấy nè, ý kiến của kiểm toán viên nè, ý kiến của kiểm toán viên nè, trời ơi nó có không sao, mấy chục dòng luôn, các bạn thấy không? Cơ sở của ý kiến của kiểm toán viên nè, các bạn thấy không? Như trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, tập đoàn đã ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác từ công ty đây, An Phú và các bên liên quan, tổng trị giá là 10.000 tỷ nè, các bạn thấy không? Thuyết minh số 35,5 khoản trả trước cho người bán nè, bao nhiêu đây tỷ nè. Dựa trên thông tin hiện có, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi của tổng số dư. Đây nè, tức là trong 10.000 tỷ nè, với lại người mua, với lại khoản trả trước cho người bán nè, khoản phải thu từ cho vay nè, đó trong mấy cái số đây nè, thì cái khả năng á, mà mất tiền á, khả năng mà Hoàng Anh Gia Lai không thu lại được tiền á, là tới 4.000 mấy tỷ luôn nè. Được chưa? Tức là nợ khó đòi trong này, đại khái là vậy đó. Nên bắt đầu làm sao? Đây là ngoại trừ. Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng có thể có của vấn đề nêu trên này, đó cơ sở ý kiến ngoại trừ báo cáo phản ánh trung thực hợp lý. Đó, được chưa? Tức là trong đây nè, trong cái 10.000 tỷ nè, đó tôi sẽ mở cái thuyết minh cho các bạn xem nha. Thuyết minh 35.3. Các bạn kéo xuống 35.3. Thuyết minh báo cáo là chính, là một trong những cái vấn đề rất là nhiều yếu tố mà các bạn cần phải xem xét, cần phải đọc. Mà đọc thuyết minh thì chắc cũng không có thể hiểu hết. Đây 35.1, 35.2. Quá trời luôn. Ví dụ như để mà làm được cái này á, là cái người mở kế toán tại công ty người ta phải nắm được số liệu rất là rõ, người ta mới thuyết minh được. Hiểu chưa? Các bạn đọc những cái báo cáo mà những công ty đã kiểm toán như thế này nè, báo cáo tài chính công ty đã kiểm toán, với lại những cái báo cáo mà các bạn đang làm, sắp sửa các bạn làm sau này, các bạn thấy cái phần thuyết minh này các bạn dục không à? Các bạn không bao giờ thuyết minh vì không biết thuyết minh cái gì. Quá trời, thôi thua luôn, kéo hoài không hết luôn.
đây 35.3 nè, đó bạn thấy không, 10.000 tỷ nè, nó phải thu của mấy ông này nè, phải thu của mấy ông này nè, là bên kiểm toán thu thập được cái bằng chứng là trong cái mấy ông này nè, trong cái 10.000 tỷ nè, là khả năng không có thu được 4.000 mấy tỷ, được chưa? Phải thu tức là tài sản là 131 đó, được chưa? 131 thì nó sẽ quy về tiền, đúng không? 131 là tương lai thì mình sẽ ghi là nợ của cái gì, nợ tiền, nợ 111 112, có gì 131 đó, được chưa? Nhưng mà trong cái ông này nè sẽ có 4.000 mấy tỷ đó, sẽ không có về được tiền, sẽ không có quy về được tiền, điều đó nghĩa là bị mất tiền. Ok, bị mất tiền. Nếu đây 4.500 tỷ đi, 4.200 tỷ, đó, được chưa? Đó, ok không? Đây, quay lại cho trên đây. Đó, đây nè, đây các bạn, 7.000 mấy tỷ nè, với lại mấy ngàn tỷ dưới đây nữa nè, được chưa? Là nó ra 10.000 tỷ đó, 7.000 mấy tỷ nè, với lại mấy ngàn tỷ dưới đây nè, người mua trả trước tiền, 7.000 mấy tỷ nè, đó, lại đây nè, đó, được chưa? Nó ra 10.000 mấy tỷ đó. Thì ở trên đây nè, là kiểm toán viên á nói rằng là có 4.000 mấy tỷ là không có thu hồi được. Đây, dựa trên thông tin chúng tôi không thể thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi, được chưa các bạn? Như vậy nếu mà Hoàng Anh Gia Lai mà có trích lập dự phòng 4.000 mấy tỷ nè, trích lập dự phòng, nếu mà Hoàng Anh Gia Lai á mà có ghi cái nghiệp vụ này trong năm, trong cái năm này nè, năm 2017 nè, có ghi nghiệp vụ là nợ 642 có 229, 4.000 mấy tỷ nè, đây nè, 4.000 mấy tỷ nè, thì làm sao? Thì kiểm toán sẽ bỏ cái câu này ra, sẽ không ngoại trừ, thì điều đó nghĩ là Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị lỗ thêm 4.000 mấy tỷ nữa, được chưa bạn? Còn ở đây Hoàng Anh Gia Lai không trích lập dự phòng nên kiểm toán viên phải nêu cái ý kiến này ra, ngoại trừ. Như vậy các bạn mà đọc cái báo cáo mà những cái công ty nào á mà nó có ý kiến mà nó dài như thế này, các bạn phải lưu ý, được chưa? Và các bạn đọc báo cáo á, mà của công ty nào á mà nó thuyết minh như thế này nè, càng chi tiết như thế này nè, những là những cái khoản vay rồi đó, các bạn thấy không, thuyết minh rất là nhiều rồi đó, vay rồi quá trời rồi đó, thấy không? Tức là những cái công ty này nó rất là phức tạp, được chưa? Hùng bà lăng ở trong này, ok không? Bây giờ quay lại Hoàng Anh Gia Lai xem kết quả anh danh nào các bạn, bạn thấy nè, đây kết quả anh danh, các bạn để ý đây, nè các bạn để ý nè, dòm nè, dòm nè, còn không các bạn lên đây, thôi dòm trên đây trước đi, năm 2017 nè, đây là 2017, là năm nay 2018 nè, 2016 nè, các bạn thấy dòm nè, doanh thu này nó giảm nè, các bạn thấy không, từ 6.000 mấy tỷ xuống nè, nó xuống còn có 4.000 mấy tỷ thôi. Ý thứ nhất, doanh thu giảm mà lợi dụng kế toán trước thuế nè, doanh thu giảm nha, doanh thu giảm mà lợi nhuận kế toán trước thuế,
đây lãi, các bạn thấy không, lợi nhuận nè, kế toán chiếc thuế nè, là đấy nè, doanh thu giảm mà lợi nhuận kế toán chiếc thuế làm sao lãi, đó là một vấn đề lợi thứ nhất, được chưa? Bạn ấy tiếp à, doanh thu giảm, doanh thu giảm nè mà lợi nhuận gộp á thì lại tăng, các bạn thấy không, đó là những cái bất thường á, đó là những cái bất thường mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó, được chưa? Rồi các bạn để ý chi phí lãi vay của nó nè, đơn vị tính là ngàn nha, nè rất là khủng, được chưa, rất là khủng. Điều đó nghĩ là các bạn, tí nữa tôi chỉ cho các bạn chỗ này nữa, các bạn xem nha, hạch toán đúng hay sai, các bạn để ý chỗ này nữa nè. Rồi các bạn xem nè, lãi đúng không, nhưng mà xem công ty có tiền hay không, xem lưu chuyển tiền tệ, xem lưu chuyển tiền tệ, đây lưu chuyển tiền thuần nè, đó các bạn xem cái chỗ này, lưu chuyển tiền thuần, à năm nay nó vẫn có tiền, à, xem mấy năm trước, đây xem Hoàng Anh Gia Lai ở chỗ này đi, HAG lên đây mở ra xem, bấm chỗ này tải báo cáo, các bạn xem năm 2019 đi, bấm ở đây này, chắc thầy có chơi chứng khoán quá. Phải đọc mấy đó mới biết chứ em. Dạ, em thấy mấy bạn hay bày cho em là có muốn mua chứng khoán vô đây coi nè, em mới biết. Vô đâu coi? Vô cái cà phê ép đó thầy. Ờ. Dạ. Rồi các bạn xem ở trên đây. Nè, cũng ngoại trừ tùm lum tà la nè, đó bạn đọc mấy cái báo cáo mấy công ty này, mà cái giá của nó các bạn thấy không nè, dù các bạn đọc mấy công ty này hơn hồi coi giá xong, à năm nay lỗ nè, lợi nhuận trước thuế nè lỗ nè, lỗ 1,000+ tỷ luôn nè, là lợi nhuận thuần kinh doanh nè, các bạn thấy không, lợi nhuận thuần kinh doanh nè, đó là không có tiền, công ty này sẽ không có tiền 2 năm liên tục luôn nè, 2009 nè, 2008 nè, và các bạn để ý cái chỗ chi phí lãi vay đây, các bạn xem nè, chi phí lãi vay nè 1,000+ tỷ nè, tức là trong cái 6-3 năm của mình chi phí lãi vay tới 1,000+ tỷ luôn, thì các bạn muốn tính biết con số này tính đúng hay sai, các bạn tính chỗ này, các bạn ước tính chỗ này nè 1,000+ tỷ nha. Và các bạn xem cái bảng cân đối kế toán của mình. Mình sẽ đọc cái bảng cân đối kế toán sau. Các bạn cân đối kế toán này, các bạn xem là nó nợ bao nhiêu nha. Lấy cái lãi ngân hàng thôi. Lấy cái vay ngân hàng thôi. Đây nè, vay ngắn hạn nè. Bạn ý nè. Vay ngắn hạn nè. Là 3.000 tỷ. 3.500 tỷ nè, thấy không? 3.500 tỷ nè. Chi phí phải trả, thôi phải trả khỏi đi, 3,000+ tỷ nè, cộng cho cái vay dài hạn này nữa là 11,000 tỷ nữa nè, thì nó thành nó tầm ra 14,000 tỷ, thì mình tính thử cái lãi vay tầm bao nhiêu nha, đây ba ngàn cộng 10,000 thì nó ra là tầm 14,000 tỷ đó, ra con số này,
3, 6, 9, 10. 3, 6, 9. Rồi, ok. 14 tỷ nè, các bạn nhân với lãi suất đi vay tầm 9% thôi. Đó. Thì nó ra là 1.260 tỷ. Thì các bạn xem ở trong cái lưu chuyển, trong cái báo cáo kết quả kinh doanh của người ta có đúng không nha. Đó, nó tầm xem đây nè. Nè, 1.260 nè, bạn thấy không? Đó, 1.260, vậy là tương đối đúng, được chưa? Còn nếu mà các bạn, đây mình tính tương đối thôi mà. Còn ví dụ như các bạn mà tính ra ở chỗ này đi, ví dụ đi. Các bạn tính ra nó ra là 2.000 tỷ đi. Được chưa? Ý là tôi nói là khi mà các bạn nhìn vô một công ty thì các bạn muốn tính được cái chi phí lãi vay xem người ta đúng đúng hay sai, các bạn ước tính như vậy trước á. Thế là 2.000 tỷ đi, mà trên đây mà ví dụ người ta đề có 1.263 tỷ thôi. Đấy là 1.263. Tức là nó còn 733 tỷ nè, 37 tỷ nè. Đã để đâu? Thì các bạn phải đặt dấu hỏi. Được chưa? Phải đặt dấu hỏi. Liệu dấu hỏi ở đây tức là tại sao vay bao nhiêu đây thì ra bao nhiêu đây, mà tại sao đưa vào cái kết quả kinh doanh đây nè, nó chỉ có con số này thôi, những số này ở đâu đó, được chưa? Thì các bạn đã học về cái phần lãi vay sẽ được vốn hóa, các bạn vốn hóa, thì tôi nói cái chỗ này để cho các bạn biết luôn đây. Vốn hóa chi phí lãi vay. Rồi, tôi nói chỗ này cho các bạn biết luôn. Vốn hóa chi phí lãi vay xảy ra khi một là công ty vay để sản xuất ra một sản phẩm có thời gian hoàn thành trên 12 tháng. Ví dụ công ty Novaland hay là Vingroup, được chưa? Là bán bất động sản, bán hàng hóa bất động sản. Có phải là các bạn thấy xây những cái căn hộ như vậy, những cái tòa nhà như vậy nó có dưới 12 tháng không? Dưới không các bạn? Ủa các bạn còn nghe tôi nói không vậy? Nghe thầy. Hay là về hết rồi? Rời nhóm hết rồi hả? Có nghe thầy. Hôm nay học buồn ngủ sao rời nhóm hết rồi? Đâu thầy? Hay mệt ha. Nghe có hiểu không? Dạ hiểu. Có thêm được kiến thức gì không? Nãy giờ thầy. Luôn thầy. Ừ. Tôi tưởng các bạn kêu không thêm được cái gì nữa thì thôi tôi cũng khỏi dạy luôn. Gọi là sáng mắt chưa đó. Tiếp nè. Vốn hóa chi phí lãi vay tức là các bạn đi vay ngân hàng mà để phục vụ cho sản xuất ra một sản phẩm có thời gian hoàn thành trên 12 tháng. Như vậy là các bạn để ý công ty Vingroup hay là công ty Novaland, nói chung công ty liên quan tới xây dựng hàng hóa bất xây dựng tòa nhà chung cư rồi đó, hay là mấy trung tâm đó để bán, để cho thuê, thì chi phí những cái đó nó phải trên một tháng. Thì sản xuất ở đây á, sản xuất ở đây là tức là phải ghi 1 năm 4 nha. Tức là khi mà phát sinh sản xuất, ví dụ các bạn sau này các bạn làm ở Novaland đi hay là Vingroup đi, thì các bạn xây cái tòa landmark đó thì những cái chi phí phát sinh liên quan tới tòa landmark đó là các bạn ghi 621 này, 622 này, 627, rồi sau đó mới qua 154, và khúc đó có chi phí lãi vay ngân hàng á thì các bạn cũng vốn hóa vào đây luôn, và các bạn cái chi phí lãi vay đó các bạn ghi 627 luôn chứ không có ghi 635. Rồi được chưa? Rồi, còn nếu mà các bạn mà vay sản xuất ra
chiếc xe ô tô, được chưa? Giống như là ô tô Trường Hải đi, thì cái chi phí lãi vay đó để sản xuất ra một chiếc xe ô tô như vậy, rắp ráp như vậy, nó có trải qua một năm không? Có không các bạn? Ừ, các bạn nói tôi nghe, có qua một năm không? Có rồi. Có đâu mà có. Ô tô Trường Hải mà nó làm ra năm vậy, năm đó nó không có doanh thu luôn rồi. Ô tô Trường Hải nó nhập những cái linh kiện về từ nước ngoài về, nó ráp ráp ra chiếc xe ô tô, hoặc là nó nội địa hóa, nó sản xuất ra được một vài cái món ở trong chiếc xe đó, thì cái thời gian hoàn thành chiếc xe đó chắc chắn là dưới 12 tháng, hiểu chưa? Thì nếu mà ô tô Trường Hải mà có vay ngân hàng để mua linh kiện, để nhập khẩu linh kiện về, để trả lương cho người lao động, thì chắc chắn 100% phải là 6-3 năm, không được vốn hóa. Rồi, cái thứ hai nữa, vốn hóa ở đây á, tức là chi phí lãi vay nè, phục vụ cho việc xây dựng để tạo tài sản cố định công ty. Xây dựng ở đây tức là xây dựng nhà máy nè, nói chung là bất động sản á, nói chung là nói chung là nhà cửa đó, được chưa? Xây dựng nhà xưởng nè, được chưa? Xây dựng nhà xưởng nè, tòa nhà nè, vân vân, để tạo tài sản cố định công ty, tức là để tạo ra 211 á, tức là nó đây, cái này nó đi từ 241, mua sắm xây dựng 2412, nó qua 211 đó, chỗ này nè, có thời gian hoàn thành dưới 12 tháng vẫn được vốn hóa, chứ không phải là luôn luôn trên 12 tháng. Nói chung mà xây dựng thì cái chi phí lãi vay vẫn được vốn hóa. Rồi, đó là phần vốn hóa các bạn, được chưa? Đó là phần vốn hóa. Như vậy ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai á, vay tiền, nó có thể là vốn hóa. Ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai có thể vay tiền vốn hóa. Hoàng Anh Gia Lai là chuyên về cao su, thì chắc chắn là cái chỗ đây nè, mua sắm xây dựng sửa chữa lớn đó. Hoàng Anh Gia Lai là cái chỗ đây nè, 241312, được chưa? Tòa nhà rồi, cây trái rồi đó, được chưa? Thì Hoàng Anh Gia Lai nè, nó là nông trường cao su, thì để mà làm ra những cái cây cao su á mà được lấy mũ á là phải trên 5-6 năm tuổi, thì lúc đó có phải là trên 12 tháng không? Trên 12 tháng thì nó mới tạo ra được cái 211, nó chính là cây cao su, lúc đó mới lấy mũ được. Thì cái lúc đây nè, Hoàng Anh Gia Lai nếu mà có đi vay á, mà đặt hồi nãy tôi đặt giống trường hợp đây nè, giống trường hợp đây nè, đây nè, nếu mà các bạn mà tính nhẩm sơ sơ trên bảng cân đối kế toán của mình đó, mà ra 14.000 tỷ mà các bạn tính ra lãi suất 10%, lãi suất bao nhiêu phần đây, bằng 10% đi đó, được chưa? Mở ra 1.400 tỷ mà các bạn nhìn trên báo cáo hoạt động kinh doanh đây nè, báo cáo hoạt động kinh doanh đây nè, mà nó có 1.000 tỷ thôi ví dụ á, thì điều đó, hay là 1.200 đi thì nó còn dư đi nè, điều đó các bạn phải hiểu cái chỗ đây nè, 137 tỷ nè, nó đưa vô 241 á, tức là nó vốn hóa vô cái ông này nè, 241 đây nè, được chưa các bạn? Rồi, hôm nay là về cái bảng kết quả kinh doanh ngay chỗ đó đó.
Xong rồi đó, xong kết quả nhanh đó, các bạn có hỏi gì nữa không? Để mình qua cái bảng cân đối kế toán. Dạ, thầy ơi cho em hỏi ý nghĩa của việc quy định vốn hóa để làm gì ạ? Rồi, bạn nào trả lời được cho bạn vừa hỏi không? Không, em cũng thắc mắc cái bạn câu hỏi của bạn, em cũng định hỏi thầy cái câu đó. Em thấy là hình như là với mục đích là người ta để cho cái chi phí đó không được tính ngay là chi phí trong cái năm mà đang báo cáo tài chính nhỉ? Phải không ạ? Ừ. Nói chung là cũng đúng ý rồi đó. Bây giờ mục đích vốn hóa như thế này thôi nè. Nếu mà không vốn hóa thì đưa vào 6-3 năm trong kỳ luôn, của cái năm mà chúng ta đang vay luôn. Còn vốn hóa là người ta không cái đưa vào 6-3 năm mà người ta đưa vào loại 1 và loại 2 là tài sản. Tức là người ta đang nói lên cái chi phí lãi vay này nó cấu thành lên tài sản, nên anh phải đưa vào tài sản. Được chưa? Vốn hóa tức là người ta nói cái chi phí lãi vay nè nó cấu tạo nên tài sản, nên nó sẽ được tính vào giá gốc của tài sản, nguyên giá của tài sản, giá gốc hàng tồn kho. Các bạn học kế toán về hàng tồn kho với lại tài sản cố định các bạn biết rồi đó. Giá gốc của hàng tồn kho nó bao gồm, hoặc là giá gốc của tài sản, nguyên giá của tài sản cố định nó bao gồm là giá mua phải trả cho nhà cung cấp, cộng thuế nhập khẩu, cộng những chi phí khác có liên quan để đưa tài sản nó về trạng thái sẵn sàng sản xuất, sẵn sàng sử dụng, sẵn sàng để bán. Sẵn sàng để bán nó chính là một năm tư nó qua 155 đó. Còn sẵn sàng sản xuất nó chính là từ 241 qua 211 đó. Được chưa? Ok không? Sẵn sàng để bán là từ 154 qua 15 qua 155 luôn đó, là Vingroup đó, Novaland đó. Được chưa? Tức là nó sẽ không đưa chi phí của cái năm hiện hành, mà khi mà nó đã vốn hóa rồi thì khi mà nó đã sẵn sàng sản xuất và sẵn sàng để bán rồi đó thì nó sẽ được tính vào chi phí của những cái năm sau mà nó đã hình thành nên tài sản rồi đó. Có phải khi mà các bạn đưa vào 211 rồi nè là nó đã có chi phí lãi vay trong này rồi nè, thì khi các bạn trích khấu hao á, các bạn ghi là nợ nè, nợ 641 nè, hay là nợ 6424 nè, nợ 6414 nè, có 214 nè, là trong này nè nó có chi phí lãi vay trong này rồi nè. Rồi được chưa? Trả lời như vậy thôi. Dạ được rồi ạ. Ừ. Rồi tiếp tục đi các bạn có hỏi gì nữa không? Không hỏi thì sẽ qua cái chuyên đề về bảng cân đối kế toán. Các bạn hỏi đi, hỏi 5-10 phút nữa đi. Không có ai hỏi hả? Hiểu hết rồi hay sao? Dạ, em thấy việc vốn hóa này nó có ý nghĩa là để cho cái chi phí và doanh thu nó phù hợp với nhau hơn. Vậy thôi ạ. Chi phí và doanh thu phù hợp với nhau hơn, đó không đúng. Đã nói với em rồi, hồi nãy mình phải định nghĩa giá gốc và nguyên giá. Người ta nói rằng cái lãi vay này, cái đó là do chuẩn mực người ta quy định. Ví dụ như tại sao người ta không nói là nếu mà anh vay của ngân hàng, anh sản xuất ra chiếc xe ô tô mà nó dưới 12 tháng á, nó dưới 12 tháng thì tôi không cái cho anh hạch toán vào 154, tôi không cho anh vốn hóa. Mà muốn hạch toán vào 154 chi phí lãi vay này nè, là cái điều kiện của nó là phải sản xuất ra nó phải trên 12 tháng, nó từ 12 tháng trở lên. Cái đó là người ta quy định trong chuẩn mực và mình phải học thuộc, chứ mình không thể nói tại sao. Nhưng mà tại sao là dưới 12 tháng thì người ta không cho mà trên 12 tháng thì người ta cho? Cái đó tôi không giải thích được. Cái đó là chính sách rồi. Dạ. Hiểu ý tôi nói không?
Dạ, em tưởng là người ta phải căn cứ vào một cái gì đó không như không có lợi cho nhà nước hoặc là không hồi xưa là ngay 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 chỗ này nè, hồi xưa là ngay chỗ mà phục vụ cho việc xây dựng này nè, là nó cũng phải từ 12 tháng trở lên luôn. Đó là do chuẩn mực kế toán á, khiến sau đó người ta ra cái thông tư 200 á, người ta họp hội ý như thế nào, người ta nói cho việc xây dựng này nè, xây dựng mà để tạo ra 211 đây nè, là dưới 12 tháng thì vẫn ok. Rồi được chưa? Ok không? Dạ được ạ. Rồi. Tiếp tục đi các bạn. Vậy kết quả nhanh là được rồi đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta qua cái bảng cân đối kế toán. Chúng ta kéo lên bên trên. Rồi, chúng ta kéo tới bên trên cái chỗ này nè. Là trang số 69 các bạn. Trang 69. Bạn kéo lên đó đi. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái báo cáo thứ hai là bảng cân đối kế toán. Về cái mà các bạn muốn luyện về cái cách lập bảng kết quả doanh á, thì các bạn lấy trong cái file là báo cáo tài chính mới nè. Đó, cái file này tôi đã gửi cho các bạn rồi nè. Các bạn muốn luyện về cái báo cáo kết quả động doanh, các bạn lấy báo cáo tài chính mới này. Nó có chỗ là bài tập 1 nè, và bài tập làm thêm cái quả danh nè, đó bạn bấm đây bài tập 1 nè, đó bài tập nè, bạn bấm ra xem, đó nó có đề bài nè, đó là chúng ta thực hành trong đây, thực hành xong thì chúng ta xem bài giải đây, đây bài giải nè, đó chứ không thể nào ở đây tôi kêu các bạn thực hành thì nó mất rất là nhiều thời gian, được chưa bạn, nên tôi dạy như vậy luôn, các bạn đồng ý không? Đồng ý thầy ơi. Dạ đồng ý. Về nhà xem tôi ấy hết trên đó rồi. Rồi bây giờ các bạn qua cái phần mà cân đối kế toán thì các bạn mở trang 69. Thì đây, chúng ta qua cái cân đối kế toán thì hồi nãy tôi nói đó, một báo cáo chúng ta cần phải nắm ba vấn đề: cách lập, ý nghĩa và cách đọc. Cách đọc, cái cách đọc á, cái đó mới là mất thời gian để chúng ta tìm hiểu đó, được chưa? Cách đọc, ba là cách đọc, được không? Đó, cách đọc là quan trọng. Còn cái vấn đề mà phân tích báo cáo tài chính của một công ty á, là nãy nói rồi, là các bạn phải lên Google gõ là các chỉ số tài chính của một công ty, hoặc là gõ cái từ khóa phân tích báo cáo tài chính đó vô trang web nãy tôi cho bạn xem đó, các bạn sẽ biết người ta khi phân tích báo cáo tài chính của một công ty, người ta tính những cái chỉ số nào, chỉ số khả năng thanh toán nè, chỉ số khả năng sinh lời nè, được chưa? Nó có rất là nhiều chỉ số, đó là môn phân tích báo cáo tài chính. Còn đây là chúng ta hiểu cái cách đọc là nó cũng ok lắm rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua cách lập, thôi qua ý nghĩa trước đi, ý nghĩa trước. Không phải riêng gì về kế toán đâu các bạn, bất cứ một cái công việc kinh doanh hay là một cái công việc cái nghề nào đó thì kết quả cuối cùng cũng vẫn là báo cáo. Mà khi mà báo cáo đó, khi các bạn lập báo cáo đó, thì chắc chắn cái người lập người ta phải biết cái cách lập, cái cách lấy số liệu để làm ra cái báo cáo đó. Đó là ý thứ nhất các bạn cần phải nắm. Và ý thứ hai đó, là các bạn phải biết là lập ra để làm gì, mục đích của nó là cái gì, phải biết ý nghĩa. Và các bạn khi lập ra rồi, biết ý nghĩa rồi, các bạn nhìn trên đó, các bạn phải biết cách đọc, nhìn trên đó cái này nó nói lên cái gì, cách đọc báo cáo. Một công việc nào cũng vậy hết chứ không riêng gì về kế toán. Công việc cuối cùng của người kế toán cũng như công việc bất kỳ công việc nào, nó chính là báo cáo. Sau này các bạn làm kiểm toán cũng vậy, hay là làm thanh tra thuế, kiểm tra thuế gì nó cũng là báo cáo mà, được chưa? Kiểm toán thì ra báo cáo kiểm toán, còn thuế thì ra biên bản đó, biên bản kết luận thanh kiểm tra,
cũng là báo cáo. Rồi bây giờ chúng ta qua cái ý thứ nhất là ý nghĩa nè. Thì nhìn trên bảng cân đối kế toán thì chúng ta mở cái file Excel nãy ra đi. Đây file Excel này đi. Đây, phải xem này. Đó, cân đối kế toán này. Đó. Thì chúng ta dòm trên đây á, chúng ta về cái mà trong này nè. Thì các bạn cứ đọc ở trong này đi, tôi không có mở ra trong này để tôi nói đâu. Tôi chỉ dòm trên đây tôi nói thôi, các bạn xem. Rồi các bạn mở ra cái sheet là cân đối kế toán nè, 2017 nè. Đó. Cân đối kế toán là nó thể hiện cái gì ở đây? Thì đầu tiên thôi, trước khi mình nói ý nghĩa, mình nói cái cách lập trước đi thì nó sẽ hay hơn. Nó sẽ đi bài bản hơn. Chúng ta kéo xuống chỗ cách lập. Đây cách lập bảng đối kế toán nè các bạn. Đó trang 82 nè. Được không? Đó. Thì cách lập ở đây á, đây trang 87 các bạn. Trang 87. Đó trang 87. Đó các bạn kéo xuống trang 87 nha. Đó. Các bạn kéo xuống trang 87. Còn tôi thì tôi dồn trên này. Thì cách lập của bảng cân đối kế toán này là nó lấy cái số liệu chi, nó lấy cái sổ cái từ loại 1 đây nè cho tới loại 4 để nó lập. Được chưa? Lấy sổ cái từ loại 1 cho tới loại 4 để lập. Nhưng mà lấy đây là lấy số dư. Lấy số dư các bạn, lấy số dư. Được không? Lấy số dư. Lấy sổ cái từ loại 1 cho tới loại 4 để lập. Loại 1 2 3 4 mà lấy số dư thôi chứ không có lấy số phát sinh. Thì trong 1 2 3 4 đây nè, nó có số dư đầu năm và số dư cuối năm. Số dư đầu năm mình để cột đầu năm và số dư cuối năm mình để cột cuối năm. Rồi. Đó là cách lập. Ok, rồi. Được nha. Riêng những cái tài khoản lưỡng tính. Riêng những cái tài khoản lưỡng tính. Riêng những cái tài khoản mà có theo dõi đối tượng thì hay hơn. Riêng những cái tài khoản có theo dõi đối tượng, ví dụ 131 này hay là 331 này. Đó. Những cái tài khoản này là nó lưỡng tính, nó có số dư hai bên. Ví dụ như 131 á mà là số dư bên nợ á thì là phải thu khách hàng. Phải thu khách hàng. Còn nếu mà nó nằm số dư bên có đó, tức là sao? Mình trả là khách hàng trả tiền trước. Đây là khách hàng trả tiền trước. Thì điều đó có nghĩa rằng nếu mà 131 thì mình sẽ lấy những cái đối tượng nào mà nó có số dư bên nợ 131 nè là phải thu khách hàng, thì mình trình bày ở phần tài sản, mình trình bày riêng. Tức là trong 131 nó có 10 khách hàng, trong đó có 7 khách hàng là nó nằm số dư bên nợ, thì mình lấy 7 khách hàng nằm số dư bên nợ đó, đó là mình trình bày ở phần nợ phải thu khách hàng là chỗ này.
Đây, phần phải thu khách hàng này, mình trình bày ở chỗ này. Được chưa? Là phần tài sản. Còn nếu mà những cái khách hàng, ba khách hàng còn lại mà nó nằm số dư bên có, tức là người mua trả tiền trước á, thì các bạn phải có nghĩa vụ phải trả hàng cho người ta. Nếu không trả hàng phải trả lại tiền thì phải có nghĩa vụ, thì các bạn phải trình bày ở phần nợ phải trả, là phần nguồn vốn. Ở đây là phần nguồn vốn nằm dưới bên đây nè. Đây nè, người mua trả tiền trước nè, nằm mã này. Rồi, được chưa? Ok nha. Cái file này chưa có thì tôi gửi cho các bạn đây. Đó, tôi gửi cho các bạn. Rồi. Phần để được nha, đó là những cái tài khoản lưỡng tính. Nhắc lại, để lập bảng cân đối kế toán này, chúng ta lấy từ loại 1 cho tới loại 4 để lập, lấy sổ cái để lập, mà chỉ lấy số dư thôi, số dư đầu năm và số dư cuối năm để lập. Còn kết quả kinh doanh lấy từ loại 5 tới loại 8, kết chuyển vào loại 9 để lập. Còn cân đối kế toán lấy từ 1 tới 4 để lập vậy thôi. Riêng những cái tài khoản lưỡng tính 131, 331 thì chúng ta không lấy sổ cái, mà chúng ta phải lấy sổ chi tiết theo từng đối tượng để chúng ta lập. Ví dụ 131 thì nó lưỡng tính là nó nằm số dư hai bên. Nằm số dư bên nợ là phải thu khách hàng, thì chúng ta phải lấy những cái sổ chi tiết theo từng đối tượng đó. Theo những cái đối tượng nào nằm số dư bên nợ thì chúng ta trình bày ở phần tài sản là cái mã này. Còn nếu mà những cái ông nào mà nằm số dư bên có, tức là người mua trả tiền trước á, thì chúng ta phải có nghĩa vụ chúng ta phải trả, thì chúng ta trình bày ở phần nguồn vốn là nợ phải trả, là nằm ở cái mã này. Đây, đó là cái nguyên tắc, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi vô cái cách lập chi tiết để các bạn. Cái cách lập chi tiết nè, thì về cách lập chi tiết á, ở đây mình sẽ ghi tổng quát thôi. Còn các bạn muốn mà tìm hiểu sâu nữa, tìm hiểu để mà xem lại cái những cái ý mà tôi ghi ở cái cột y nè, nó có đúng hay sai á, nó có thêm bớt gì không á, các bạn phải đọc ở trong cái thông tư 200, được không? Trong cái thông tư 200 về cách lập. Đây nè. Đó, gửi cho các bạn luôn. Bạn nào chưa có thì tôi gửi luôn. Đó, này cũng có hết rồi. Đó, các bạn đọc thêm ở trong này, trong cái phần mà tôi vừa gửi đó. Đó, trong này. Rồi, được chưa? Bây giờ mình chỉ mở ra cái file này, mình nói trên cái tổng quát này cho các bạn xem. Đây các bạn, về cách lập nè. Về cách lập thì trước khi mà nói cách lập thì các bạn dòm cái cách trình bày nè. Luôn luôn một cái báo cáo tài chính nó luôn luôn có hai cột để so sánh. Mục đích có hai cột là để so sánh. Rồi, được chưa? Rồi, bên đây là phần nó trình bày. Nó trình bày theo cái cách nè các bạn. Phần tài sản nó trình bày theo cách nè. Ở phần bảng cân đối nó trình bày theo cách nè. Nó trình bày theo cách là tài sản ngắn hạn trình bày trước, tài sản dài hạn trình bày sau. Được chưa? Và nó sắp xếp theo thứ tự là cái tính quy đổi. Cái tính quy đổi của tài sản á, nó quy đổi ra thành tiền giảm dần. Ví dụ nè, các bạn thấy tài sản ngắn hạn nè, có phải nó trình bày cái mã tiền nè, là có phải là nó là tiền không? Đâu quy đổi nữa, nó là tiền mà.
Rồi sau đó mới là tương đương tiền. Tương đương tiền là gì? Tí nữa chúng ta sẽ biết. Chứng khoán nè, tức là các bạn có tiền, các bạn đã quy đổi cái tiền nó thành chứng khoán, tức là kinh doanh. Tức là các bạn mua để chờ tăng giá để bán, mua 1-2 tháng rồi bán luôn. Được chưa? Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn nè, các bạn đem tiền đến ngân hàng các bạn gửi đó. Phải thu khách hàng nè. Các bạn bán chưa thu tiền thì nó nằm ở đây. Có phải là nó trình bày theo cái khả năng quy đổi ra thành tiền giảm dần không? Rồi. Còn cái phần nguồn vốn á, cái phần nguồn vốn nè, là nó trình bày nợ phải trả trước. Nợ phải trả trước, tức là loại 3 đó, nó trình bày trước. Nó trình bày cái nào mà nợ đến hạn trước, tức là nợ ngắn hạn trước, trình bày trước, nợ dài hạn trình bày sau. Rồi sau đó nó mới tới phần nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn chủ sở hữu thì nó sẽ bằng tổng tài sản trừ cho cái phần nợ phải trả này, thì nó ra vốn chủ sở hữu của mình. Nó trình bày xong. Vốn chủ sở hữu đây là cái phần tài sản thuần đó các bạn. Tức là cái phần này là cái phần còn lại, tức là tài sản thuần còn lại của thành viên góp vốn của cổ đông. Được chưa? Và mình làm sao mình làm, mình mong cái công ty mình mỗi năm, mình mong cái công ty mình mỗi năm cái vốn chủ ấy nè, nó phải tăng đều qua hàng năm. Mình mong nó như vậy. Các bạn hiểu không? Ví dụ, ví dụ nè, tôi lấy ví dụ cho các bạn xem. Tôi nhắc lại nha, cái phần vốn chủ đây nè, nó chính là tài sản thuần của công ty mình, nó bằng tổng tài sản trừ nợ phải trả. Và các bạn mong muốn là cái vốn chủ này nó tăng đều qua hàng năm. Ví dụ các bạn có 1.000.000 đồng là vốn tự có do đi làm, do đi làm, không phải trả cho ai, không phải trả cho ai, nó chính là cái vốn chủ này các bạn. Như vậy bây giờ các bạn lấy 1.000.000 nè, đúng không? Các bạn để ở ngân hàng, các bạn để ở ngân hàng, cuối năm các bạn được 1.200.000. Có phải vốn chủ của mình nó lên 1.200.000 không? Đúng không các bạn? Vốn chủ sở hữu nó chính là tài sản của các bạn, là tài sản thuần của các bạn. Đó. Được chưa? Thì các bạn thấy từ 1.000.000 lên 1.200.000 nè. Như vậy ở công ty cũng vậy, các bạn phải mong muốn cái vốn chủ này nè, nó phải tăng đều qua hàng năm mà tốt. Được chưa? Rồi. Đó là còn về cái mã số này á, về cái mã số đây nè. Nó là mặc định. Mã số đây là nó là mặc định chứ không phải là danh mục hệ thống tài khoản đây nha. Nó không phải là danh mục hệ thống tài khoản. Còn cái cột thuyết minh này, cái cột thuyết minh này là dùng để thuyết minh cái số liệu đây nè. Giống như nãy các bạn đọc cái bản kết quả kinh doanh đó, kết quả kinh doanh nó có cột thuyết minh nữa các bạn. Đây, được chưa? Mã số đây là nó tự mặc định. Thuyết minh này, cái cột thuyết minh này là nó dùng để nó thuyết minh số liệu. Các bạn muốn biết chi tiết số liệu ở cái cột năm này nè là cái gì thì các bạn phải đọc ở phần thuyết minh. Thì tương ứng bảng cân đối kế toán cũng vậy, nó có cột thuyết minh. Thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem sau. Được chưa? Như vậy là cái cột cuối năm này, chúng ta lấy số dư từ loại 1 cho tới loại 4, lấy số dư cuối kỳ để chúng ta lập. Còn cột đầu năm thì chúng ta lấy số dư đầu kỳ. Được chưa? Nếu công ty của các bạn mà làm báo cáo tài chính theo năm, giả sử các bạn làm năm 2015 đi, thì cái cột cuối năm này nó chính là 31 tháng 12. Còn cột đầu năm đây nó chính là ngày 1 tháng 1 năm 2015. Hiểu chưa? Lấy số dư thôi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta lập đây. Chúng ta lập. Thì sau này các bạn làm trên phần mềm á, phần mềm nó lập hết rồi, nên phần mềm nó lập hết rồi. Nên ở đây tôi chỉ nói về cái nguyên tắc lập thôi và những cái chỉ tiêu nào mà đặc thù thôi. Còn sau này các bạn đi làm là phần mềm nó làm hết cho các bạn, các bạn chỉ kiểm soát thôi. Kiểm soát bằng cách là theo những cái ý tôi vừa nói. Thì muốn lập được cái này nè, thì sau này các bạn làm Excel hay là làm phần mềm gì đó, thì các bạn chỉ lập những cái mã mà mỏng mỏng, mã lật lật thôi. Thì đây,
thì mấy cái mã đậm đậm thì nó sẽ tự lên. Ví dụ như là tiền, cái này là mã số chứ không phải là số hiệu tài khoản nha. Cái mã số này là cái mã trong cái mẫu biểu này, chứ không phải là cái số hiệu tài khoản trong danh mục thông tư 200 đâu, không phải đâu nha. Ví dụ như tiền nè, để lập cái tiền này, để lập cái tiền này thì chúng ta lấy số dư của ba cái tài khoản này. Rồi, chúng ta hiểu cách lập chưa? Ok, lấy số dư bên nợ, lấy số dư bên nợ. Ví dụ cái này có nhiều bạn chưa biết nên tôi phải đi chi tiết một tí nha. Còn có bạn nào biết rồi thì chịu khó nghe, bỏ qua. Bạn nào biết rồi thì bỏ qua. Đây, đó, ví dụ như chỗ này đó là số dư đầu kỳ, đó là 1.000, phát sinh trong kỳ 2.000, được chưa? Như vậy là cái số dư của này á, nó là 3.000, số sinh là 2.000, vậy số dư cuối kỳ đó là số dư đầu kỳ cộng phát sinh tăng cộng phát sinh đó. Như vậy để lập cái này á thì chúng ta đây nè, lấy số dư bên nợ. Vì sao cái số dư bên nợ mà không bên có? Vì cái này nó là tài sản loại 1, loại 2, được chưa? Lấy số dư bên nợ, lấy sổ cái. Đây, chúng ta lấy 1.000 đây nè, chúng ta bỏ số dư đầu năm, chúng ta lấy 3.000, chúng ta bỏ số dư cuối năm, được chưa? Lấy sổ cái nha. Các bạn nói, ủa em không lấy sổ cái, em lấy bản cân đối sinh này em lập được không? Được, vì bản đối sinh này được lập từ sổ cái. Rồi, đó là ý thứ nhất. Tương ứng như vậy những cái tài khoản còn lại. Còn bây giờ tôi sẽ trình bày cho bạn những cái tài khoản đặc thù thôi. Ví dụ đây, đây cái ông này, ví dụ như tương đương tiền nè, tương đương tiền thì các bạn đọc trong cái này nè, được chưa? Trong cái thông tư 200 nè, người ta nói những cái gì thì các bạn đọc. Còn đây là tôi đọc rồi tôi viết ra nè. Tôi đưa tiền thì người ta nói là lấy mấy cái tài khoản này nè, 1281 và 2288 nè, được chưa? Nó là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn luôn á. Nhưng mà là cái thời hạn gốc nè, không quá 3 tháng kể từ thời điểm phát sinh. Như vậy cái này là sao? Đây, ví dụ đây. Ví dụ ngày 1 tháng 11 2016 các bạn có 100 triệu đem đến ngân hàng để gửi tiết kiệm là 3 tháng, ngày đáo hạn là 31/1. Thì tại ngày 1 tháng 11 á, các bạn hạch toán như thế này. Tiền gửi có kỳ hạn 1281. Các bạn gửi tiết kiệm không quá 3 tháng nè. Như vậy đến 31 tháng 12 các bạn phải lập báo tài chính, mà lập báo tài chính thì các bạn phải làm sao? Lấy từ sổ cái, thì đây sổ cái 1281 tới ngày 31 tháng 12 nó có 100 triệu đây. Được chưa các bạn? Thì trong cái 100 triệu đây nè, là do các bạn gửi tiết kiệm ngày 1 tháng 11 mà không quá 3 tháng. Nên cái ông này nè, mình sẽ trình bày ở tương đương tiền. Mình sẽ trình bày ở tương đương tiền, mình trình bày mã này. Đây, chỗ này là 100 triệu, được không? Không quá 3 tháng. Và các bạn kéo xuống ở cái mã là 123 nè. Các bạn cũng thấy là 1281 và 1288 luôn nè. Nhưng mà trừ cho cái mã số này. Thì điều đó nghĩa là làm sao? Nếu mà cái thời hạn gốc nè, mà trên 3 tháng, tức là 4 tháng, thì các bạn sẽ trình bày cái mã 123 này. Ví dụ tôi sửa lại cái đề bài này. Tôi sửa cái đề bài này nó thành 4 tháng. Đó. Thì cái 128 này nè, mình sẽ trình bày ở chỗ này. Mình sẽ trình bày nó là cái mã này 103 này. Rồi được chưa? Rồi tiếp. Đó, thì cái cột công thức lập nè, các bạn dùng công thức này để các bạn lập. Bạn hiểu. Các bạn nên đọc cái chỗ này. Và đọc cái file này để các bạn hiểu rõ hơn về cách lập bảng cân đối kế toán. Và tiếp nè.
khi mà các bạn nhìn cái bảng đối toán là cái chỗ nào mà nó có cái dấu sao đây nè, dấu sao đây nè, là nó làm cho cái giá trị tài sản của mình giảm xuống thì mình phải ghi số âm, toàn bộ là ghi số dương hết, khi mà mình viết trên này là ghi số dương. Nhưng những cái ông nào mà nó có dấu sao ở đây nè, thì nó làm cho cái tài sản của mình giảm xuống dự phòng nè, thì mình phải trình bày số âm. Vậy được không? Ví dụ là ghi âm nè, tôi có ghi âm nè, lấy 229 nè, lấy số dư có 229 nè, đây dự phòng nè, đó. Rồi, vậy được nha. Dự phòng, mấy cái nào có dấu sao thì ghi số âm. Dự phòng khấu hao nè, khấu hao cũng ghi số âm nè. Nè, khấu hao tài sản nè, ghi số âm luôn nè. Được chưa? Bên này có công thức hết rồi. Rồi, đó là cái mà tôi cần quan tâm cho các bạn. Và cái chỗ này nè, cái chỗ này nữa nè, và các bạn hay bị mắc phải nè. Ví dụ như hàng tồn kho nè, các bạn để ý đây, nó có tài khoản 154 nè, các bạn thấy không? Hàng tồn kho ở đây nó có tài khoản 154. Và ở dưới này là chi phí. Đây, nó cũng có tài khoản 154. Đó, các bạn thấy không? Cả hai mục nó đều có tài khoản 154 hết. Như vậy, phân biệt ở chỗ này như thế nào đây? Ở đây nó chính là dài hạn các bạn. Vậy là nó chỉ áp dụng ở đây, là nó chỉ áp dụng cho công ty nào? Tôi có ghi trong đây nè, tôi có ghi ở trong đây, và tôi cũng có ghi trong đây, nó chưa cái rõ lắm nè, và ghi ở trong đây nó sẽ rõ nè, đây ghi ở trong cái này nó sẽ rõ, thì chờ tí nữa tôi sẽ trình bày cho các bạn xem. Ở đây là nó áp dụng cho, thường thường là áp dụng cho những cái công ty xây dựng nhà, chung cư, căn hộ để bán, ví dụ như là Novaland, ví dụ như là Novaland, Vingroup hay là Đất Xanh, được chưa? Đó, thì khi nào sẽ ghi vào đây? Như vậy mấy công ty mà xây dựng đây nè, xây dựng căn hộ rồi để bán đó, thì khi mà nó phát sinh những cái chi phí mà xây dựng cái căn hộ đó, thì chúng ta sẽ ghi vào 154, được chưa? Đó. Nhưng mà nếu mà bình thường cái căn hộ đó, ví dụ Landmark đó, là xây trong 3 năm xong, thì 100% là đúng tiến độ trong 3 năm, thì cái 154 này nè, mình sẽ trình bày ở cái hàng tồn kho. Mình trình bày ở hàng tồn kho. Đây, mình trình bày ở cái mã 141 đây. Là ví dụ như là Novaland hay là Vingroup, và nó xây cái căn hộ đó. Ví dụ các bạn khi mà mua nhà hay như là mua căn hộ chung cư đó, thì các bạn thấy trong cái hợp đồng người ta nói là sau bao lâu sẽ bàn giao nhà, đó là đúng tiến độ đó, thì mình sẽ trình bày ở hàng tồn kho này. Còn nếu mà do một cái sự chậm trễ nào đó, ví dụ như là xây trái phép bị nhà nước, hay là xây trên cái, nói chung là bị nhà nước delay lại đó, được chưa, làm chậm tiến độ là 4-5 năm mới xong, thì mấy cái đó đó, mấy cái ông mà cái dự án mà 4-5, dự án của mình là 3 năm xong thì mình trình bày đây, nhưng mà vì một lý do nào đó 4-5 năm mới xong thì cái đó nó không trình bày đây nữa, mà quăng hết xuống đây. Đã áp dụng cho những cái công ty mà Novaland, Vingroup, Đất Xanh rồi đó, được không? Ok chưa? Rồi, tiếp ngay chỗ này nè các bạn, các bạn để ý chỗ này nè. Ví dụ các bạn thấy là phải thu khách hàng nè, 131 nè, nó chia thành ngắn hạn, nó chia thành ngắn hạn, và các bạn kéo xuống đây là nó có dài hạn nè. Đây, phải thu khách hàng mã 211 nè, dài hạn, và ở trên là
Mã 131 nè. Mã 131 là phải thu khách hàng là ngắn hạn. Còn ở dưới mã 211 là phải thu khách hàng dài hạn. Thì ở đây tôi nói với bạn luôn, phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn như thế nào. Về mặt tài sản nó có phân thành ngắn hạn và phân thành dài hạn. Được chưa? Tức là loại 1 và loại 2 á, nó có chia thành ngắn hạn và dài hạn. Và loại 3 nó cũng chia thành ngắn hạn và dài hạn luôn. Ngắn hạn và dài hạn luôn, được chưa? Rồi các bạn hiểu như sau. Loại 1, 2 và loại 3 nó đều chia ngắn hạn và dài hạn hết. Tài sản mà là ngắn hạn á, tức là người ta nói rằng tại ngày 31 tháng 12 đây nè, về công nợ phải thu nha. 31 tháng 12 tại ngày mà chúng ta lập bản cân đối kế toán á, thì nếu mà cái phải thu đây nè, có mã 131 đây nè, mình trình bày ở đây nè, là cái thời hạn mà còn lại á mà mình phải thu tiền của khách hàng á, tức không phải thời hạn còn lại mà người ta nói là trong thời hạn, nói chung thời hạn còn lại, thời hạn còn lại phải thu của khách hàng mà trong vòng 12 tháng á, kể từ ngày đây nè, trong vòng 12 tháng kể từ ngày 31 tháng 12 á, được không, là mình phải thu được tiền về, tức là thời hạn thu hồi nợ còn lại, được chưa, trong vòng 12 tháng kể từ ngày lập bản cân đối kế toán, thì mình trình bày ở ngắn hạn. Còn nếu mà mình trình bày nó ở cái chỗ này nè, dài hạn nè, tức là tại ngày 31 tháng 12 nè, cái thời hạn thu tiền còn lại á, là trên 12 tháng, thì cái vấn đề cái thời hạn thu tiền còn lại á, là các bạn phải dựa vào hợp đồng khi mà chúng ta bán hàng cho khách hàng, được chưa, thời hạn còn lại nha. Còn riêng hồi nãy mà cái tương đương tiền đây là thời hạn gốc, nó khác à. Chia thành ngắn hạn và dài hạn này có quan trọng không các bạn? Đây là cách trình bày thôi, cũng là phải thu khách hàng, nhưng mà tôi trình bày ngắn hạn mà tôi trình bày dài hạn, quan trọng không? Rất là quan trọng. Bởi vì sau này á, các bạn đọc bản đối kế toán là các bạn dồn trên đây, các bạn biết được là nếu mà trình bày ngắn hạn, tức là các bạn nói là à, từ đây trong vòng 12, từ ngày 31 tháng 12 nè, 2015 nè, là trong vòng 12 tháng là công ty sẽ thu được cái số tiền đem về là 2 tỷ rưỡi. Được chưa bạn? Đó. Còn ví dụ các bạn trình bày ở chỗ này là các bạn nói là trong vòng 12 tháng các bạn không thể nào thu được cái số tiền ở đây, mà là trên 12 tháng. Nếu mà các bạn trình bày ở đây mà cái này báo cáo là chính năm 2015, thì các bạn nói chắc chắn 100% trong năm 2016 công ty sẽ thu được bao nhiêu tiền. Được chưa? Đó là trình bày theo kiểu ngắn hạn và dài hạn. Còn nếu mà các bạn loại 3 đó, mà là nợ ngắn hạn á, là các bạn trình bày ở cái mã này. Đây, 311 nè, ngắn hạn nè. Được chưa? Còn nếu mà phải trả mà dài hạn á, thì nằm ở đây, 331, thì cũng tương tự như vậy. Nếu mà các bạn mà lấy công nợ phải trả đó, đã nằm số dư bên có đó, đúng không? Công nợ phải trả mà nằm số dư bên có nè, nằm số dư bên có nè, 331 nè, mới nằm số dư bên có, được chưa? Mà tới ngày 31 tháng 12 năm 2015 nè, và các bạn trình bày ở đây nè, là các bạn phải hiểu là trong vòng 12 tháng, tức là năm 2000 tới 31 tháng 12 năm 2016 nè, là các bạn từ đây đến đây nè, một năm nè, các bạn phải trả tiền ra cái số tiền này, tức là các bạn phải bỏ tiền ra, có nghĩa là thời hạn thanh toán còn lại của phải trả người bán đây nè,
nó là 12 tỷ. Tức là từ 31 tháng 12 tới ngày 31 tháng 12 tháng 6 là một năm đây nè. Là các bạn phải bỏ tiền ra là bao nhiêu đây? Đó, cái số tiền bỏ ra đó. Được chưa? Ok không? Rồi. Cái đó là về cái cách lập. Về cách lập. Còn bây giờ chúng ta vào cái ý nghĩa nè. Ý nghĩa thì chúng ta đọc ở trong trên này. Tôi nói một cái ý nghĩa tổng quát thôi, rồi buổi sau chúng ta đi vào chi tiết vì cũng hết giờ rồi. Thì ý nghĩa các bạn mở ra trang 69. Trang 69. Ý nghĩa nè. Thì hồi nãy tôi nói với bạn rồi đó. Các bạn muốn biết ý nghĩa của một báo cáo, các bạn cứ dồn trên đó nó thể hiện cái gì, nó ghi cái gì, nó chính là ý nghĩa. Được chưa? Đó là cái cách. Còn cách tiếp theo nữa, các bạn muốn biết ý nghĩa thì các bạn vào đây nè. Nó lập từ đâu? Được chưa? Để lập bảng cân đối kế toán này, lấy từ loại 1 cho tới loại 4 để lập. Mà 1, 2 á là số dư bên nợ và 3, 4 số dư bên có, như các bạn đã biết rồi. Tức là lấy số dư 1, 2, 3, 4 để lập. 1, 2 nó là tài sản, còn 3, 4 nó là nguồn vốn, là nguồn hình thành nên tài sản. Như vậy ý nghĩa của bảng cân đối kế toán là nó thể hiện về, có nghĩa là dựa vào cách lập để chúng ta nói ý nghĩa. Bảng cân đối kế toán nó thể hiện về gì các bạn? Tài sản của công ty mình. 1, 2 là tài sản. Tại một thời điểm. Bảng cân đối kế toán là nó thể hiện thời điểm. Được chưa? Bảng cân đối kế toán là tại ngày, chứ không phải là báo cáo kết quả động kinh doanh. Nó là thời kỳ. Được chưa? Nhắc lại, bảng cân đối kế toán là thời điểm. Vậy luôn luôn trên bảng cân đối kế toán á, các bạn luôn luôn là thấy là tại ngày, chứ không ai ghi bảng cân đối kế toán là năm 2015 nữa. Không ai ghi như vậy cả. Số dư mà, khi đã nói tới 1, 2, 3, 4 là số dư là tại một thời điểm. Bạn hiểu chưa? Rồi. Như vậy nhìn trên bảng đối kế toán là chúng ta biết được tài sản của công ty mình tại một thời điểm là bao nhiêu. Mà một khi nói tới tài sản, một khi nói tới tài sản là loại 1, 2 thì phải nói đến cái nguồn gốc hình thành nên cái tài sản đó là loại 3 và loại 4. Như vậy bảng cân đối kế toán nó thể hiện tài sản của công ty mình tại một thời điểm và nguồn hình thành nên tài sản của công ty mình. Được chưa? Như vậy một cái tài sản nó có hai nguồn hình thành là nợ phải trả và vốn chủ. Được chưa các bạn? Đây. Tôi cho các bạn xem. Tài sản của công ty mình nó thể hiện về cái bảng cân đối kế toán, nó thể hiện tình hình tài sản của công ty mình tại một thời điểm và cái nguồn hình thành nên tài sản của công ty mình. Được chưa? Ví dụ đây. Mình đi cái nhỏ trước rồi cái lớn sau. Ví dụ tại ngày 1 tháng 1 2020. Được chưa các bạn? Các bạn có 1 tỷ do đi làm mà có. Vậy do đi làm mà có thì không có nghĩa vụ phải trả cho ai. Vậy tài sản của bạn là bao nhiêu? Tại ngày 1 tháng 1 2020 nè, các bạn có tài sản là bao nhiêu? Tài sản là tiền nè, là 1 tỷ. Cái tiền là 1 tỷ. Cái tài sản này ở đâu mà có? Người ta nói tới nguồn vốn. Tức là 1 tỷ này ở đâu mà có? Khi mà nó nói đến tài sản ở đâu mà có, tức là người ta nói tới cái nguồn hình thành.
Như vậy bản cân đối kế toán nó thể hiện tài sản của công ty tại một thời điểm và cái nguồn hình thành nên cái tài sản này. Vậy cái nguồn nào mà nó hình thành đến tài sản này không có nghĩa vụ phải trả cho ai nè, thì nó chính là vốn chủ sở hữu. Như vậy trong trường hợp đây cái tài sản này nó được hình thành từ do tôi đi làm mà có, nên vốn chủ sở hữu nó là 1 tỷ, được chưa? Như vậy ứng dụng cho công ty, nếu mà các bạn góp vốn thành lập công ty thì cái vốn chủ đây nó chính là vốn góp á các bạn, vốn góp, được chưa? Vốn chủ đây chính là vốn góp này. Nếu mà các bạn mà mở công ty, còn nếu mà các bạn làm sao không mở công ty thì đây là do tôi đi làm, được chưa? Đây là 1 tỷ. Rồi thì bây giờ các bạn làm sao mua chiếc xe 2 tỷ đi, mua chiếc xe 2 tỷ, các bạn có 1 tỷ, làm sao mua chiếc xe 2 tỷ? Các bạn phải vay ngân hàng 1 tỷ, đúng không? Vậy cái lúc đây làm sao từ 1 tỷ mà thành 2 tỷ, thì có phải là 1 tỷ nè thành 2 tỷ nè, thì có phải là thành chiếc xe không? Được chưa? Vậy có phải là lúc đây tài sản của các bạn là chiếc xe, đúng không? Vậy chỗ đây tài sản của bạn nè là chiếc xe 2 tỷ, được chưa bạn? Các bạn có 1 tỷ, như vậy chiếc xe này nè là tài sản của bạn, nó được hình thành từ ở đâu mà có, ở đâu mà có, tức là các bạn đang trả lời cái nguồn gốc hình thành lên chiếc xe này. Thì cái lúc này á, là cái các bạn sẽ trả lời làm sao? Nguồn vốn nè là do vay ngân hàng 1 tỷ, và làm sao do tôi đi làm mà có, không phải trả cho ai, đây là vốn chủ nè, được chưa? 1 tỷ. Như vậy tổng cộng nguồn vốn, tổng cộng nguồn vốn nè nó là 2 tỷ. Như vậy cái tài sản này, như vậy cái tài sản này nó được hình chiếc xe nè là 2 tỷ nè, nó được hình thành từ hai nguồn: vay ngân hàng 1 tỷ là nợ phải trả, vay là phải trả, và một phần là tôi đi làm mà có là không phải trả cho ai, đây là vốn chủ. Rồi vậy được chưa? Vậy nhìn trên bảng cân đối kế toán mình sẽ biết được là tài sản của công ty mình tại một thời điểm là bao nhiêu. Như vậy tôi nhìn trên đây tôi biết tài sản của công ty tôi tại thời điểm này nó là 2 tỷ. Được không? Tài sản, tổng cộng tài sản là 2 tỷ. Một khi nói tới tài sản, một khi nói tới tài sản thì người ta phải nói tới cái gì? Cái nguồn hình thành đến tài sản này, được không? Tài sản này ở đâu mà có, tức là người ta nói tới cái nguồn gốc hình thành nên cái này. Thì bao giờ cũng vậy, một cái tài sản nó có hai nguồn hình thành: nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Thì trong trường hợp đây cái tài sản này là 2 tỷ này, nó được hình thành từ vốn vay là 1 tỷ và vốn chủ do tôi đi làm mà có, hay là vốn góp kinh doanh đó, được không? Là 1 tỷ, là 2 tỷ. Như vậy nhìn trên bảng cân đối kế toán người ta sẽ thấy được tài sản của công ty mình tại một thời điểm và cái nguồn hình thành nên cái tài sản của mình tại một thời điểm. Nên về mặt nguyên tắc thì tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn về mặt giá trị. Nên các bạn làm ra bảng cân đối kế toán mà hai cái số này, tổng tài sản này không bằng tổng nguồn vốn nè, số này 2 tỷ và số này 3 tỷ là các bạn làm sai. Thôi cũng hết rồi, thì hôm nay dừng ở đây nha. Buổi sau chúng ta học tiếp. Hôm nay tôi nói có dài quá không? Dạ không. Dạ không, vậy mới hiểu thầy ơi. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn. Chào thầy. Bye bye. Yeah.